Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần. Như thường lệ chúng ta sẽ đi đánh giá lại tất cả tình hình kịch bản mà chúng ta đã phân tích ở trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng Lê cùng với anh chị em chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành chính cơ bản và cuối cùng thì sẽ đi nhận định về định lượng về thị trường chứng khoán Việt Nam tuần tới, tức là tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 năm 2020 của tháng 7. Thế thì trong cái bản điểm tin video số 110 thì chúng ta có một cái định lượng về tuần từ ngày 29 đến ngày 3 tháng 7, trong đó VN Index sẽ tiệm cận vùng 850, VN30 sẽ tiếp tục ở khoảng vùng 793 điểm, và đối với phái sinh thì chúng ta sẽ phân tích và định lượng ở trong phiên. Thì đây chúng ta sẽ xem lại kịch bản về tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng hai tuần VN Index đi ngang với một đi ngang ở trong biên 840 đến 860 điểm với một cái lực cầu khá là thấp. Và trong trong cái bản video số 110 thì lúc đó là VN Index kết phiên ở khoảng đâu đó khoảng vùng 850 điểm, và trong tuần thì chúng ta thấy rằng là VN Index đã có một phiên rơi gãy khỏi cái biên 840 điểm. Chính vì vậy là khi mà VN Index rơi khỏi biên 840 điểm thì ngay lập tức là ngày 29 tối ngày 29 đây tối ngày 29 tháng 6 lúc đó khoảng tầm 22 giờ thì Hùng Lê đã phải làm một cái bản tin mang tính chất định lượng thị trường. Và với một cái tình huống là khi mà VN Index bị rơi khỏi cái vùng như vậy thì chúng ta sẽ phải có những cái kịch bản như thế nào, thì Hùng Lê cũng đã có những cái đánh giá về phái sinh, một số các cái chỉ báo về kỹ thuật và VN Index và VN30, và trong đó thì Hùng Lê xây dựng một cái kịch bản nó rất là quan trọng của cái phiên ngày thứ ba, đó là VN Index phiên ngày mai, bởi vì cái phiên ngày thứ hai là một cái phiên đã xảy ra cái tình trạng là VN Index bị băng qua cái mốc 840. Chính vì vậy nên là khi cái tình trạng đó xảy ra thì rất nhiều những anh chị em và nhà đầu tư rất là hoang mang. Chính vì vậy nên Hùng Lê phải ngay lập tức là chúng ta cần phải có một cái kịch bản để chúng ta định lượng lại, định vị lại cái tình hình thị trường của chúng ta. Thì lúc đó là phiên ngày mai, tức là phiên ngày thứ ba của tuần vừa qua, thì có thể trả sâu nhất ở vùng 815 điểm, và sau đó thì lực cầu trở lại và lấp 1/3 thân nến giảm trước đó, tức là 1/3 của cái thân nến giảm của phiên ngày thứ hai, và đóng cửa ở mốc trên 835 điểm. Các anh chị lưu ý, đó là những cái thông số kỹ thuật rất là quan trọng đối với VN Index. Thì chúng ta thấy rằng là trong phiên ngày thứ ba thì VN Index của chúng ta không bị đạp sâu xuống đây vùng, lúc đó là phải đưa ra ngay cái kịch bản là 815 điểm và đạp sâu xuống và xong kéo lên. Thì trong phiên ngày thứ ba là đã có lúc là lấp lại được vùng 840 điểm, tức là vượt cái kỳ vọng của Hùng Lê là ở vùng 835 điểm. Tuy nhiên kết phiên thì cuối phiên thì cầu sọt của phái sinh quay trở lại, chính vì vậy nên đã không giữ được cái mốc đó, cái mốc 835 điểm. Và đến phiên ngày thứ tư thì VN Index của chúng ta chính thức là lấy lại được cái vùng định lượng của Hùng Lê 835 điểm và đóng cửa ở mốc 843 điểm. Đó, đóng cửa mốc 843 điểm, và hai phiên kết tuần thì VN Index đang tiệm cận lại về vùng 800 điểm theo những cái phân tích định lượng. Cái việc mà tâm lý đầu tư của nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó rất là quan trọng các anh chị. Khi mà chúng ta không có những cái định hướng cụ thể thì chúng ta sẽ dễ dàng bị cuốn theo, bị bán tháo, bị một cái tâm lý của những người xung quanh hô hào. Bởi vì bản thân là trên room VPSS N01 cũng có những anh chị em đã về team, tuy nhiên cái tâm lý thi đấu của các anh chị rất là kém. Chúng ta có một cái tin là thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19, sau đó các anh chị thả link lên trên room đó và các anh chị nói rằng là ôi thị trường sập rồi tất cả các thứ. Những cái hành động đó các anh chị sai hết nhá. Chúng ta đã là bước chân vào thị trường chứng khoán, chúng ta phải có một cái bản lĩnh. Thứ hai là chúng ta phải có một cái tâm thái và một cái vị thế. Thực sự nếu nó xấu thì chúng ta phải nói khác đi, đúng không ạ? Chúng ta phải nói làm sao đó để những người bạn bên cạnh chúng ta, những người đang đầu tư cùng với chúng ta cũng phải có một cái câu chuyện đồng cảm. À, thị trường nó đang xấu thì chúng ta cần phải đi qua những cái ngày xấu rồi mới đến những cái ngày tươi đẹp, đúng không ạ? Bởi vì sóng của thị trường chứng khoán là sóng hình sin.
sóng hành sinh thì sẽ có sóng lên và sẽ có sóng xuống. Vậy thì bây giờ chúng ta đang nằm ở một cái biên đó, VN Index của chúng ta đang nằm một cái biên sóng xuống, và cái sóng xuống đó thì nó đang, chúng ta đang hình thành một cái nền tích lũy để chúng ta phân tích, đó là vùng 840 đến vùng 860, biên trung bình là 850 đó. Thì chúng ta cần phải có những ngày để thị trường đi ngang tích lũy, rồi sau đó mới có những cái cơ hội để hồi phục để đánh tiếp, đúng không ạ? Rồi và sau đó đến phái sinh thì Hùng Lê tiếp tục đánh giá cái câu chuyện là phái sinh có thể trả lại cung ở vùng 750 đến 755 755 điểm. Và trên đồ thị phân tích về phái sinh tại thời điểm đó thì ông Lê đã nhận diện, đã nhìn thấy cái vùng vùng hỗ trợ của phái sinh, đó là đấy, đây đây các anh chị nhìn thấy nhá, đó ở đây là phiên ngày thứ hai đó, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ tối, phiên ngày thứ hai thì ông Lê đã bắt đầu có những cái phân tích định lượng là khả năng phái sinh sẽ có thể chạm lại vùng 750 điểm, 750 điểm, 755 điểm. Và chúng ta nhìn thấy đây, ở trong cái phiên của ngày thứ ba là phái sinh đóng cửa ở vùng 752 điểm và sâu nhất là 750, đây này các anh chị nhìn này, 700 bao nhiêu, 751 điểm đó, gần với tiệm cận với vùng 750. Và khi trả về cái vùng này thì Hùng Lê dự báo rằng là cầu long sẽ bắt đầu trở lại, đánh trở lại đó, rất là chi tiết luôn. Và và cung cầu cân bằng tại vùng này, sau đó cầu long trở lại ở vùng 775 điểm. Đó, cầu long sẽ trở lại vùng 775 điểm và kết tuần thì đâu đó ở 772 điểm, và trong phiên thì cũng đã có những phiên gần đến vùng 776, 776, 775 điểm, đó là cái vùng kháng cự gần của phái sinh. Đó, từ vùng 750, đúng không ạ? Rồi, ok, đối với VN30 thì ở phiên ngày mai có thể trả sâu nhất, tức là phiên ngày thứ 3 có thể trả sâu nhất ở vùng 760, và sau đó các cái chỉ số này lấy lại ở mốc tham chiếu. Lấy lại mốc tham chiếu đối với chỉ số VN30, VN30 đây, đã đi lên một tí, VN30. Đối với chỉ số VN30 thì đây là phiên ngày thứ hai đã bị đạp rất là sâu, và phiên ngày thứ ba thì ông Lê có dự định dự báo cái việc là có thể kéo xuống ở vùng 760 và sau đó lấy lại về vùng tham chiếu, tức là lấy lại về cái vùng đóng cửa của cái phiên ngày thứ hai, tức là ở khoảng vùng 700 cờ lâu ở đây là 774 điểm, 775 điểm. Thì ở phiên ngày thứ ba là VN30 tương đối đẹp. Thực ra là đã có lúc lấp được khoảng một nửa cái thân nến xanh, một nửa thân nến giảm ở trước đó, tuy nhiên là cầu sọt phái sinh đến vào phiên ATC, gần ATC, tức là sau 14 giờ đó, nên là cái lực điểm này đã không giữ được và phải đến phiên ngày thứ tư. Thì cái câu chuyện là VN30 đã lấp lại được cái vùng mà Hùng Lê kỳ vọng ở đây. Đó là vùng của một khoảng một phần 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 ba của cái thân nến giảm ở trước đó, tức là ở khoảng vùng 775 đến vùng 700, cứ cho là khoảng vùng 780 điểm, 780 điểm đấy, tức là kỳ vọng lấp lại vùng 780 điểm, chính xác là như vậy. Và cuối phiên ở kết tuần VN 30 đang đóng cửa 789 điểm. So với những cái định lượng của ông Lê ở đây, đó là VN Index ở 850 và VN 30 ở 793, thì VN30 thì vượt kỳ vọng 789 điểm, tức là ở trên cái vùng mà chúng ta kỳ vọng ở đây 793, cả hai chỉ số này thì đang gần đạt được cái kỳ vọng. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó là tâm lý của thị trường, tâm lý của nhà đầu tư. Và quan điểm của ông Lê là khi chúng ta bước vào đầu tư trên thị trường chứng khoán thì chúng ta phải chấp nhận một cái câu chuyện là gì, chúng ta có những cái sóng lên và chúng ta có những cái sóng xuống, và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải nhảy ra được khỏi cái sóng. Ví dụ khi gặp sóng xuống thì chúng ta phải nhảy ra sóng, và khi gặp sóng lên thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đầu tư. Đó, một vài ý Hùng Lê chia sẻ với tất cả những anh chị em trong cái kịch bản trong tuần vừa qua. Và trong tuần thì chúng ta cũng có ở trên team của Hùng Lê thì có đầy đủ các cái bộ môn để cho các anh chị đánh, đó là phái sinh, đó là cơ sở, đó là kho T0. Đó, thì tất cả những cái bộ môn đó là đều có hết. Thì những anh chị em nào mà có những cái quan điểm, đồng quan điểm với Hùng Lê, thì Hùng Lê mời các anh chị về với team của Hùng Lê để chúng ta tiếp tục đồng hành. Ok, chúng ta sẽ điểm qua VIX nào. Đối với VIX trong thời điểm hiện tại đó, thì Hùng Lê cũng đã có đề cập với anh chị rồi, không có nhiều đột biến, vùng hỗ trợ 90 đến 92, và khả năng thường thì khi mà chạm cái này thì nó lại có những cây nến ào lên như này, và vùng kháng cự ở trên này đâu đó ở vùng 98 thì đó, thì các anh chị những tài khoản nào mà đánh thì có thể
gặp hỗ trợ thì chúng ta mua vào, gặp kháng cự thì chúng ta bán ra, không có nhiều đột biến. Bản thân Vinhome, là một cái mã cổ phiếu mà nó đẹp hơn VIX, rất là nhiều. Vì sao nó đẹp hơn VIX? Bởi vì xét ở trong một cái yếu tố tạo lập thì Vinhome đang có nhiều sóng sánh hơn, và cái câu chuyện của Vinhome á, là nó hay hơn ở VIX ở tại thời điểm hiện tại. Và đối với Vinhome, vùng hỗ trợ 74.5 và vùng kháng cự ngắn hiện tại bây giờ đang ở khoảng vùng 79 đến vùng 80. Ở trong ngắn hạn thì Vinhome sẽ chạm hỗ trợ thì sẽ đánh lên, và chạm kháng cự thì sẽ đập xuống. Chính vì vậy nên là chúng ta đánh thì chúng ta tạm thời chúng ta đánh những cái nhịp ngắn. Chúng ta đánh những cái nhịp ngắn như vậy rồi thì khi nào mà có những cái dấu hiệu mà Vinhome có thể break được cái nền ở đằng trên này này. Đó, có những cái cây nến xanh ngồi mạnh lên và vượt được cái vùng 79-80 thì cái đó chúng ta mới có tiếp những cái câu chuyện của Vinhome. Trong cái thời điểm hiện tại khi Vinhome chỉnh giảm với nhịp chung của thị trường ở một cái thanh khoản khá là thấp thì Vinhome đã giữ được cái vùng 74.5, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Với những cái tín hiệu kỹ thuật cầu hiện tại thì Vinhome hoàn toàn có thể cán lại mốc 78 đến vùng 80, và các tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ Vinhome thì có thể canh cái vùng này để chúng ta ra, bởi vì gần như là khi mà Hùng Lê phân tích Vinhome từ vùng 55 lên đến vùng 70 và từ vùng 70 phân tích lên đến vùng 80 thì gần như cổ phiếu Vinhome là các anh chị không bị kẹp nha. Các điểm phân tích của Hùng Lê gần như không bị kẹp, chỉ có điều là các anh chị có nhảy ra được khỏi cái điểm của Vinhome hay không mà thôi. Đó nha, Vinhome là không bị kẹp. Đó. VRE. Vincom thì theo trong thời điểm hiện tại là sau một cái thời gian mà cái lượng cầu đang khá là thấp thì phiên ngày hôm nay, phiên ngày thứ 6 thì bắt đầu chứng kiến một cái lực cầu khá là ổn hơn của VRE. Tuy nhiên nó vẫn nằm ở dưới cái góc độ là trung bình 21 phiên, và cái điểm hỗ trợ mùng lên đã phân tích của VRE là vùng 25 và điểm kháng cự của VRE là khoảng vùng 27. Thì trong cái thời điểm hiện tại đó là chúng ta canh để chúng ta một là chúng ta đảo danh mục, hai là chúng ta giảm giá vốn, và ba là chúng ta bơi vào bờ. Và chúng ta bơi vào bờ xong thì chúng ta sẽ có nhiều những cái câu chuyện để chúng ta đúc kết lại. Hùng Lê sẽ làm một cái video clip để chúng ta tổng kết lại những cái đúng, những cái sai. Và chúng ta sai ở đâu thì chúng ta sẽ thẳng thắn để chúng ta chỉ ra cái sai ở đó. Bởi vì chỉ có chúng ta nhìn thấy cái sai, nhận thấy cái sai của mình thì chúng ta mới sửa được. Đó, còn nếu như chúng ta luôn luôn đổi cái sai này sang người A, người B, người C, người X, Y, Z thì chúng ta sẽ luôn luôn sai. Và bản thân Hùng Lê cũng như vậy. Cái sai lớn nhất các anh chị biết Hùng Lê trong thời gian vừa qua đó là cái gì? Chúng ta đưa một cái target quá cao. Đó, đưa một cái target quá cao, chính vì vậy nên là nhà đầu tư cứ kỳ vọng. Đó, bây giờ chúng ta rút kinh nghiệm 8%, 15%, ok. Đó là một cái mốc kỳ vọng tuyệt vời rồi, đúng không? Gửi lãi suất ngân hàng một năm chỉ được 8% thôi. Đó, thì chúng ta sẽ làm ở cái câu chuyện như vậy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói ở ví dụ Vinhome, ví dụ VRE, vùng 25 và chúng ta đánh lên khoảng đạt kỳ vọng ở vùng 27.5. Như vậy là tăng 2.500. Chúng ta lấy 2.500 chia cho 25, ok, chúng ta đạt 10%, đẹp, chốt, không có cái câu chuyện gì để chúng ta cần phải nói ở đây nữa. Các anh chị nhìn một cái nhịp chạy ngắn ngắn thế này thôi, nhưng mà 10% các anh chị ạ, có trong khoảng tầm độ 5-7 ngày chúng ta đạt được 10%, so với cái câu chuyện chúng ta đi gửi ngân hàng 1 năm được 8%, vậy thì cái câu chuyện đó, chúng ta nhận ra cái sai rồi thì chúng ta sửa sai, đúng không ạ, chúng ta phải biết, đó, rất là ok trong những cái câu chuyện đó. Cái bảng giá nó đang bị lỗi nên là thôi ta dùng tạm cái này. Ok, SAB. SAB ngày hôm nay, xin lỗi cả nhà, đây SAB. Chính thức là ngày hôm nay là Hùng Lê khuyến nghị team của Hùng Lê đầu tư bia Sapico. Bởi vì từ trước đến bây giờ thì gần như Hùng Lê chỉ có phân tích Sapico ở trên những góc độ là tạo lập về thị trường. Nhưng mà lần này thì nó lại cũng đang nhìn thấy ở một góc độ nó khác, nó có những cái ý hay hay. Đó, chính vì vậy nên là hôm nay là ủng hộ trong team mỗi anh chị ủng hộ khoảng 50 cổ phiếu Sapico giá vùng 173.5, cùng lắm 174, 74, 75 gì đó. Tức là đâu đó chúng ta đầu tư khoảng dưới 10 triệu. Thì cái đầu tư này để làm gì? Để chúng ta thứ nhất là ủng hộ anh Thái một tí. Thứ hai nữa là có lãi thì chúng ta sẽ uống cà phê. Đó, có lãi thì uống cà phê. Sapico ở trong thời điểm hiện tại trên những cái góc độ về nhìn nhận kỹ thuật đó thì ở vùng 100, chính ra vùng 160 rất là đẹp, và Sapico trong tuần vừa rồi thì đã có những cái dấu hiệu đánh lên, và từ vùng 174-75 thì Hùng Lê đang kỳ vọng Sapico sẽ chạm về đâu đó khoảng vùng 180 đến vùng 185. Chạm về cái vùng này thì có thể lình xình ở đây 1-2 phiên, và cái câu chuyện là khả năng trong cái thời điểm hiện tại là Sapico sẽ đánh lên, một sóng lên của Sapico. Vì vậy nên là chúng ta sẽ mua một ít, bởi vì cổ phiếu này thì không có kết lắm, nên chúng ta mua một ít để chúng ta uống bia cho nó vui cửa vui nhà.
Vinamilk, con bò sữa. Con bò sữa Vinamilk thì chúng ta đã có một cái hành trình phân tích của Vinamilk rất là dài đâu đó từ những cái vùng trước đây. Và thời điểm hiện tại đó là hoàn thành cái vùng 120 và chúng ta sẽ đang dò tìm lại. Thì bây giờ các anh chị lưu ý là vùng 110 trước đây là cái vùng kháng cự trong một cái nhịp phân tích target từ vùng 95 lên vùng 110. Thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ cứng của Vinamilk ở đây. Và vùng hỗ trợ cứng này đang có tác dụng rất là tốt. Hai phiên Vinamilk đạt về vùng 110 và đang có những phiên hút lên. Thì bản thân hiện tại là Vinamilk thì theo như Hùng Lê nhận định thì gần như cũng không ai kẹp lại Vinamilk, bởi vì khi Hùng Lê phân tích đến target 120 và thậm chí nó còn đạp lên ở qua vùng 120 thì các anh chị tha hồ tưng bừng mà chốt, chứ không có câu chuyện kẹp lại cổ phiếu này. Vinamilk có một điểm đánh xuống ở đây, đánh xuống ở đây, và bây giờ đang quan sát cái vùng tích lũy của Vinamilk ở quanh khoảng vùng 112, đáy ở vùng 112. Và đây là một cái vùng nó khá là tốt, cái vùng biên, đây là cái vùng biên tích lũy, và chúng ta chờ cái vùng biên tích lũy này thì các anh chị có thể giải ngân khoảng tầm 30% vị thế, và chúng ta chờ một phiên mà Vinamilk có những cái trận đánh khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu. Cái nhận diện của 2 triệu cổ phiếu nó rất là dễ, chỉ cần khoảng tầm độ phiên sáng thôi, nó đã đạt được khoảng tầm 800-900 nghìn, tức là chúng ta nhìn cái cách đi lệnh thì chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được cái khối lượng khớp lệnh trong phiên đó. Hùng Lê thì cái này thì Hùng Lê làm rất là ngon đó, nhìn thấy bắt đầu nháy phát là sơi luôn thôi đó. Tí nữa ông sẽ nói một cái mã cổ phiếu CCL ở sáng nay, mình nhìn thấy nháy là mình phải bắt ngay đó. Thì Vinamilk cũng như vậy, và trong thời điểm hiện tại Vinamilk có thể đánh lại về vùng 120 một nhịp nữa, và câu chuyện là Vinamilk có đánh vượt thoát vùng 120 hay không thì ông Lê sẽ cần thêm, bởi vì hiện tại là Vinamilk chưa đánh thoát kênh. Chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của ngành hàng không VDC. Ngành hàng không thì hiện tại là khó khăn, vẫn đang chồng chất khó khăn, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái câu chuyện mà VDC 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần đang hoàn toàn tích lũy đi ngang, và chúng ta vẽ một cái đường ở đây, đường băng ở đây rất là dài, đó vùng 107. Đường băng này thì có thể VDC sẽ tiếp tục chạy ngang và chưa thể cất cánh được, và chúng ta những cái câu chuyện về cơ bản về của ngành hàng không thì nó cũng khá là ẩm ương, và có yếu tố tạo lập hay không thì bây giờ VDC chỉ có ở đây là vùng hỗ trợ 107 và vùng kháng cự ở vùng 112. Câu chuyện về HVN là một cái câu chuyện mà cũng hơi tiếc ở cái nhịp 30 chúng ta không ra hàng được, bởi vì là chúng ta đang kỳ vọng ở vùng 32. Thì đấy là một cái sai, bởi vì đơn giản là từ vùng 26.5 mà lên đến vùng 30, đúng không ạ, là chúng ta đã đạt được một cái kỳ vọng tương đối, chúng ta lại không chốt, thì đấy là cái sai của chúng ta. Và sau đó thì cổ phiếu đã gãy cùng với thời gian, cùng với thị trường. Hiện tại HVN đang rơi về một cái nền ở đây, nền hỗ trợ 24-25, và cạn thanh khoản như thế này là tốt, cứ cạn thanh khoản đi. Cạn thanh khoản như thế này là tốt, và cái câu chuyện là khi sau một cái thời gian cạn thanh khoản như thế này và đang có cái việc là giữ được cái vùng giá ở trên cái vùng 25, thì như vậy là cái cơ hội mà để cho HVN đánh lại vẫn còn, và chúng ta sẽ canh để chúng ta bơi vào bờ cái trận này đó, cái trận của HVN. Thêm một mã cổ phiếu nữa là NCT, cảng hàng không nội khai thác cảng hàng không. Thì cổ phiếu này thì Hùng Lê đã có phân tích khoảng 2 tuần trở lại đây ở đâu đó khoảng vùng 61.5 và kỳ vọng đánh về khoảng vùng giá 70. Hiện tại xu hướng của cổ phiếu này thì đang khá là tốt, lực cầu khá là ổn định, và với xu thế hiện tại thì rất có thể là NCT sẽ đánh vượt về vùng 70. Và câu chuyện khi đánh vượt về vùng 70 thì cổ phiếu này có đánh tiếp hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Và trong những cái lịch sử tạo lập thì cổ phiếu này đánh lên cũng khá là dốc, và một cái dốc này thì cũng đánh tương đối là tốt rồi, và cái vùng 70 thì cũng là cái vùng mà chúng ta sẽ cũng cần phải cẩn trọng, và những anh chị nào chúng ta đang cầm nắm chúng ta canh để chúng ta chốt ở vùng 70, bởi vì từ vùng 61.5 mà đi lên 70 thì chúng ta cũng được up đâu đó trên 15% các anh chị nhé, và trên 15% thì cũng mơ ước rồi, nên là tóm lại là cổ phiếu sẵn ở trong tài khoản thì cứ thế mà lao thôi đó. Khi nào mà cổ phiếu quay đầu cái là chúng ta phải lao ngay, không có chần chừ cái câu chuyện cái gì cả. BVH ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái sự cạnh tranh của cái ngành bảo hiểm nó cũng khá là khốc liệt, và gần như BVH sau một cái quá trình tăng trưởng dài thì BVH cũng đã bước vào một cái trend giảm rất là dài.
trend giảm rất là dài, và cái vùng giá 35 là cái vùng giá dự kiến mà BVH sẽ có những cái điểm tạo nền ở đây và bắt đầu có xu hướng gọi là bẻ pha xu thế. Và cái câu chuyện bẻ pha xu thế thì BVH mới đi được có 3 tháng thôi, có những mã cổ phiếu phải đi 1 năm thì mới hoàn thành xong cái quá trình bẻ pha xu thế. Và cái quá trình bẻ pha xu thế này thì kháng cự ở vùng 50 và hỗ trợ của BVH ở vùng 44. Thì về cơ bản là trên lý thuyết thì bây giờ là BVH đang đi ngang đi ngửa đây thôi, và những với một cái lực cầu hiện tại như của BVH như này thì chúng ta cũng sẽ chưa có nhiều cái dư địa, và khi nào mà có những cái động lực tăng mạnh thì Hùng Lê sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Và trong thời điểm hiện tại thì Hùng Lê nhận diện thấy rằng là cổ phiếu này đang đi ngang để tích lũy, và sau một cái quá trình tích lũy có thể là sẽ đi đến ở đâu đó ở cuối con đường ở đây các anh chị, và sau đó thì mới có một cái lực cầu đủ lớn, một cái tâm thế vị thế đủ lớn ở đây để chúng ta đánh lên đó. Thì đấy chính là những cái điểm mua vàng, và đấy chính là những cái điểm mua mà Hùng Lê liên tục cảnh báo cho các anh chị khi mà các anh chị về đồng hành cùng với team của Hùng Lê đó. Rồi chúng ta xem Mansan và MWG. Mansan thời điểm hiện tại là Hùng Lê đã bắt đầu khuyến nghị mua rồi các anh chị nhé, bắt đầu khuyến nghị mua lại rồi. Và khi mà Mansan có cái vùng hỗ trợ 55 đến 56, đó là cái vùng hỗ trợ dài. Bản thân là khi Mansan ở cái nhịp đánh ở bên này, các anh chị có thể xem lại các cái video clip cũ của Hùng Lê. Trong vòng giữa tháng 4 thì khi mà Mansan chạm vùng 62 thì chúng ta đã dò tìm những cái vùng giá mục tiêu để mua lại của Mansan ở vùng 55 đến vùng 56, và đến đây thì Mansan cũng đã chỉnh giảm lại và hiện tại thì đã quay lại được cái nền 55 đến 56. Một cái yếu điểm của Mansan đấy thì hiện tại đó là tín hiệu kỹ thuật thì đang ok rồi, tức là đang có những cái dấu hiệu tốt lên, đó là ví dụ dấu hiệu về dòng tiền đó, anh chị nhìn thấy dòng tiền đang lên. Và một cái điểm bất lợi của Mansan hiện tại đó là lực cầu, thì cái lực cầu này theo như Hùng Lê phán đoán thì nó chỉ sẽ đến ở trong tuần tới. Sau một vài cái điểm lình xình như vậy, và hôm nay là một cái điểm test khá là đẹp của Mansan sau 3 phiên, 2 phiên đẩy cao, và phiên này là một phiên test rất là đẹp, thì Mansan có thể sang tuần tới sẽ có những cái lực hồi phục. Và Hùng Lê vẫn nói vui là đừng có để lại ở ngoài đảo hoang nữa, và lần này thì cố mà bơi vào bờ. Ở vùng ở đây là vùng 55 đến vùng 56, và mục tiêu có thể đánh chạm vùng 60 đến vùng 61, và về đến đây thì có thể cổ phiếu sẽ có những cái điểm đập trả lại, bởi vì đây là cái vùng hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành những cái vùng kháng cự, và chúng ta sẽ tiếp tục có những phân tích định lượng của Mansan ở những cái thời điểm tiếp theo. Và tuần tới thì khả năng xu hướng của Mansan khá là tốt. MWG thì đang ẩm quá. MWG có đến tận 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi các anh chị. 3 tháng MWG gần như đi ngang. Sau một cái nhịp rơi rất là mạnh thì cũng có thể đây là cái quãng thời gian để MWG nghỉ ngơi, tích lũy trở lại. Và cái biên tích lũy của MWG trong thời điểm hiện tại đó là vùng 80 hỗ trợ và vùng kháng cự ở khoảng vùng 90. Thì xu thế khi mà cổ phiếu tích lũy thì như vậy thôi, MWG có thể đánh ngang đánh ngửa quanh khu vực này. Và thường là trong một cái trạng thái tích lũy thì chúng ta cũng không có nhiều cái cơ hội để chúng ta đầu tư. Nếu như mà chúng ta đầu tư thì chạm hỗ trợ thì chúng ta mua một ít, và khi cổ phiếu về có lãi khoảng 3-4% thì đó, chúng ta có thể canh để chúng ta ra hàng. Với tín hiệu hiện tại cạn cung và giá đi ngang thì đây cũng là một cái tín hiệu tích cực của MWG khi mà 3 tháng nay MWG không gãy vùng 80. Điều này cho thấy là tạo lập có thể cũng đang nhăm nhe ở cái vùng 80 sẽ là cái vùng mà có thể đánh vượt thoát lại, thì cái câu chuyện đánh vượt thoát lại thì chúng ta cần phải chờ. PNG và Bình Minh. PNG cũng hoàn toàn tương tự như vậy, 3 tháng qua cái vùng hỗ trợ của PNG ở vùng 56 cứ đánh ngang đánh ngửa đây thôi, 56 lên vùng 60-61 lại bật lại. Với một cái thanh khoản khá là thấp, lực cầu hiện tại như thế này thì PNG cũng đang gọi là trong cái quá trình phục hồi, còn trend chủ đạo của PNG vẫn đang là một cái downtrend dài, và hiện tại thì PNG vẫn chưa thoát được cái downtrend này, chúng ta cần chờ thêm thôi. Với một cái thanh khoản hiện tại như thế này, dòng tiền thì cứ đi ngang đi ngửa thế này, nó rất là khó để mà chúng ta nói đến cái câu chuyện tăng giá của cổ phiếu. BMP là một mã cổ phiếu về ngành nhựa, đúng không ạ? Và Hùng Lê đã có một cái quá trình phân tích dài, và trong đó thì Hùng Lê liên tục nhấn mạnh cho các anh chị là Bình Minh khả năng là đã đi vào một cái câu chuyện về cái sóng trung hạn,
sóng trung hạn, mục tiêu của Bình Minh ở khoảng vùng giá 52 thì đã hoàn thành. Và khi hoàn thành ở vùng 52 thì chúng ta tiếp tục có một cái vùng chỉnh kỹ thuật ở đây ở khoảng vùng 48 rất đẹp, và từ vùng 48 này thì cổ phiếu đánh lại vùng 52. Vượt thoát vùng 52 cổ phiếu sẽ đi lên vùng 55, vượt thoát vùng 55 sẽ đi đến 60. Với tín hiệu lực cầu hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy là lực cầu đang rất là tốt và xu hướng của cổ phiếu Bình Minh cũng đang đi lên rất là mạnh mẽ. Gần như vượt thoát được cái vùng 55 này thì cái cơ hội mà đi đến vùng 60 là còn. Bình Minh thì trong team của Lê các tài khoản đã mua rồi, và bây giờ thì chúng ta chỉ canh để chúng ta chốt thôi, không còn các anh chị đi sau mà các anh chị mua sau thì chúng ta sẽ bị chấp nhận những cái điểm về bất lợi về giá vốn và về dòng tiền, các anh chị sẽ như vậy, sẽ chịu cái thiệt thòi như vậy. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu gì già quá. G là một mã cổ phiếu, đó nó cũng không có gì đột biến, và cái vùng hỗ trợ của G vùng 30.5 đến vùng 31, kháng cự của G đó là vùng 33. Thì cứ về đến hỗ trợ chúng ta mua và về đến kháng cự thì chúng ta té thôi, chúng ta cũng không có nhiều cái cơ hội ở đây. G đợt này đánh chán lắm. Ok, chúng ta sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ. Đầu tiên sẽ là FPT. FPT trong cái giai đoạn hiện tại nó cũng gần như cũng không có nhiều cái dư địa, và trong nhịp trước đây thì khi Mùng Lê nhìn thấy ở cái đâu đó ở khoảng vùng 46 chúng ta mua để chúng ta đánh T cộng, có thể vượt về vùng 48, 49, 50 đây để chúng ta đánh. Thì cái cách đi của Bình Minh thường là khi mà Bình Minh tạo đỉnh á, là Bình Minh không có đi dốc xuống, tức là đảo đỉnh của Bình Minh đó là một cái cao nguyên nó khá là dài và thường xuyên có những cái điểm kéo lên và xả xuống. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đánh những cái trend gọi là trend vơ bèo vượt tép của FPT thôi, chứ còn cái câu chuyện mà để đánh mạnh của FPT bây giờ chúng ta không còn nữa, và chúng ta chờ khi FPT có những cái vùng chỉnh giảm mà nó hợp lý về mặt giá thì Hùng Lê sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ phân tích. Một mã cổ phiếu về nhóm ngành công nghệ, đỉnh đám DGW là một cái mã cổ phiếu mà đặc tính của nó là lên dốc và xuống cũng rất nhanh. Thì lần lượt đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 35-40, và bây giờ cái đích đến cuối cùng ở đó có chỉ còn nữa là khoảng vùng 45 mà thôi. Có thể vượt thoát lên thì đó là cái câu chuyện mà của lái của tạo lập. Tuy nhiên với quan điểm của Hùng Lê, biết đủ là đủ, và đến thời điểm tại khi mà về đến 4X thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị một số các tài khoản của tâm tin của Hùng Lê chốt bớt đi. Và bây giờ nó lên vùng 41, 42, 43 đấy, thì đấy là cái vùng mà chúng ta canh để chúng ta chốt hàng thôi, không có nhiều cái dư địa nữa. CMG, tập đoàn công nghệ CMG cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã bắt đầu tìm kiếm ở trong thời điểm hiện tại, bởi vì xét những cái yếu tố tạo lập trong lịch sử về quá khứ của CMG đó, các anh chị cũng có thể nhìn thấy những cái trận đánh của CMG đánh sướng luôn, đánh từ vùng 15 mà lên đến tận vùng 45. Sau đó thì trận đánh thứ hai chúng ta tính từ đây đi, đâu đó khoảng từ vùng 19 nha, 19 lên vùng 40 đó cũng rất là đẹp. Thì trong cái thời điểm hiện tại thì theo những cái góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ nhìn như sau. Chúng ta sẽ nhìn một cái sóng lớn đầu tiên của CMG cũng đánh đâu đó khoảng từ vùng 20 khoảng vùng 21 và lên đến vùng ở đây là vùng 32 đó. Và sau đó thì CMG có những cái nhịp chỉnh giảm trở lại, thì Hùng Lê đã dò tìm ở đây cái vùng hỗ trợ là vùng 28.5. Từ vùng 28.5 này chúng ta tiếp tục phân tích lên đến vùng 32, và lần thứ hai CMG gần chạm đến vùng 32, sau đó chỉnh giảm lại. Ở đây chúng ta tiếp tục dò tìm cái vùng giá thấp nhất ở khoảng vùng 29 đến 29.5, chúng ta cover lại hàng và lại chạm lại về vùng 32, và đây lần thứ ba CMG chạm 32, và cái lần thứ ba này thì nó nằm ở trong tuần vừa rồi. Bản thân cổ phiếu CMG cũng đã được Hùng Lê đây các anh chị đó, cách đây những đây này 15 ngày có cập nhật này CMG đó, 14 ngày, 12 ngày và 9 ngày xu hướng chạm 32 này, đây là một cái nhóm đẹp của ngành công nghệ, đó là 9 ngày trước thì Hùng Lê đây, và khi mà Hùng Lê cập nhật thì để xem là đây này CMG chạm kháng cự 32 này, chốt 50% hoặc 70% gom lại này, và lịch sử tạo lập của CMG rất là tốt đó. Thì đấy là những cái lịch sử mà chúng ta đã phân tích ở tiền room. Thì khi chạm về 32 thì đương nhiên rồi, cổ phiếu rụt đầu quay trở lại, và cái sự rụt đầu này với tín hiệu kỹ thuật hiện tại chúng ta lại tiếp tục dò tìm ở khoảng vùng 29. Quan sát ở trong tuần tới về vùng 29 cổ phiếu có những dấu hiệu tích lũy và lực cầu quay trở lại.
Cái câu chuyện mà CMG thì chúng ta có thể mường tượng như này, tức là cái này thì vẽ tưởng tượng thôi các anh chị nhé, nhưng mà khả năng là nó cũng sẽ đúng đấy. Sau khi mà nó đánh vượt thoát lên được á, thì cái sóng thứ nhất nó đánh từ 21 lên 30, sóng thứ hai giảm từ 30 về 29, à 32 về 29, và từ 29 này thì sẽ kéo lên 40. Thì đây là một con sóng lớn, đây là một con sóng lớn. Còn cái câu chuyện là có đánh lên 40 hay không thì chúng ta sẽ chờ. Tuy nhiên với những cái góc độ hiện tại là chúng ta sẽ quan sát ở những cái biên ngắn đã. Đó, từ biên 30, từ biên 29 đánh lên 32, như thế là cũng ăn được khoảng tầm độ trên 7-8% được rồi. Đó, còn lên đến 40 thì đấy là câu chuyện quá tuyệt vời rồi, chúng ta sẽ tính sau. Ok, chúng ta phân tích ba mã cổ phiếu về nhóm ngành công nghệ. Rồi, bây giờ sẽ đi đến ta sẽ nói đến ông Novaland trước, sau đó chúng ta sẽ đi đến nhóm ngành dầu khí. Novaland thì trong cái câu chuyện của Novaland, đó là câu chuyện về mã cổ phiếu này thì nó hơi chuối. Chuối thì ta đánh theo chuối ở vùng 52 và mục tiêu đâu đó ở vùng 60 hoàn thành. 60 chỉnh giảm lại đây. Đây nhịp mà chúng ta phân tích chỉnh giảm lại ở khoảng vùng giá 57, thực tế thì giảm về vùng 58. Và mục tiêu cuối cùng của Novaland ở đây sẽ đánh về vùng 64. Trong cái thời điểm hiện tại thì xu hướng tuần tới là khả năng Novaland sẽ đánh về 64. Bởi vì Novaland là một cái mã cổ phiếu nó thanh khoản nó thấp, tuy nhiên cái tỷ trọng của việc Novaland để giữ nhịp cho thị trường nó rất là tốt, rất là ok các anh chị nhé. Novaland là như vậy đó. Và trong trong thời điểm này thì cũng có thể Novaland đã đi vào một cái sóng nó khá là đẹp và vượt vùng 64 hay không, chạm vùng 64 và có vượt được vùng 64 hay không để đánh tiếp. Thì cái này chúng ta sẽ chờ các anh chị nhé, chúng ta sẽ chờ và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật. Nhưng xu hướng cao là nhịp này sẽ đánh vượt thoát 64 và đi về đâu đó khoảng vùng 7x. Đâu đó đi khoảng vùng về vùng 7x, bởi vì ở khi Novaland mà đánh á, là đánh cũng dài các anh chị nhá, chứ không đánh ngắn đâu. Đó, khả năng là về vùng 7x, thậm chí là có thể vùng 72, 73, nhưng mà về đến vùng 7x là đẹp lắm rồi, coi như là miên man rồi. Còn các điểm mua nhá, các điểm mua các anh chị lưu ý nhá, các anh chị lưu ý là đừng có nhìn những cái target cao này mà các anh chị vào mua, đến lúc các anh chị kẹp lại thì các anh chị lại kêu ơi Hùng ơi sao lại cao thế, chị bị kẹp ở trên kia rồi. Các điểm mua đây này, đây này, đây chính là các điểm mua các anh chị này. Khi mà cổ phiếu chỉnh giảm này, đó không gãy này, mua ở đây này, chứ không phải lên đến đây mua nhá các anh chị, mua lên đến đây là người ta chốt, ví dụ về đến 64 là người ta chốt đi 50%. Đó, có thể về 64 nó sẽ chỉnh giảm về vùng 62, vì người ta còn hàng thì người ta sẽ mua 50% ở vùng 62 để người ta chờ target 70. Đó nhá, chứ không phải là cứ thấy là ồ đang vẽ lên 70, ok, 66 chúng ta vẫn mua được, xong đấy ở trên này mua xong ngồi hóng mát ở trên này rồi sau cuối cùng lại kêu. Đó, phải hiểu cái bản chất vấn đề nó là như vậy. GAT nhóm ngành dầu khí ở thời điểm hiện tại, thì ông Lê nhìn thấy toàn ngành, toàn ngành là đang coi như là nằm án binh bất động. Tí nữa chúng ta sẽ nói đến ngành banh nữa. Hai tuần GAT đi ngang với một cái lực cầu thấp như hiện tại thì chúng ta kỳ vọng ở đâu? Ở cái vùng 80, xin lỗi cả nhà, vùng 70 đối với GAT, đó là cái vùng hỗ trợ dài của GAT ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta kỳ vọng là về đến cái vùng 70. Đó, thì GAT sẽ có những cái điểm long lên rồi sò xuống và cái kháng cự ngắn của GAT ở khoảng vùng 80. Còn động lực hiện tại là ông Lê chưa có nhìn thấy, cái lực cầu đang khá là thấp và chúng ta phải chờ có những cái phiên đó, những cái phiên mà sau những cái lực cầu nó cắm xuống như này thì bắt đầu các anh chị sẽ có một cái để ý là cái đường cái trung bình 21 phiên bắt đầu nó đi lên, đó nó bắt đầu đi lên, đường trung bình 21 phiên nó bắt đầu đi lên rồi thì sau đó cùng với đó là giá cổ phiếu đi lên, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ mua vào cổ phiếu. PLX không biết là hình như có câu chuyện game ghiếc thoái vốn gì không nhỉ. Trong thời điểm hiện tại là PLX là mã cổ phiếu duy nhất của nhóm ngành dầu khí mà vẫn duy trì được một cái thanh khoản khá là ổn định. PLX có một cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 43 đến vùng 44, chính là cái vùng mà chúng ta đã phân tích từ vùng 43 44 ở đây để lên được cái target 48. Ok. Và trong thời điểm hiện tại thì PLX cũng sẽ như vậy, sẽ có đi ngang đi ngửa và chạm hỗ trợ chúng ta mua và chạm kháng cự ở khoảng vùng 47 48 thì chúng ta ra hàng. Còn câu chuyện có vượt được 48 hay không thì lại cần phải chờ. Và từ vùng 41 mà lên được vùng 44 mà lên được vùng 47 48 như vậy là chúng ta tạm trong cái sự khó khăn, đúng không ạ? Chúng ta ăn một tí tẹo cũng có lãi, như thế là tốt rồi. PVS
PVS có vùng hỗ trợ 12, và với cái lực cầu và tín hiệu hiện tại thì PVS cũng gần như là chưa có những cái định lượng mới, và tín hiệu MACD khá là yếu. Tín hiệu dòng tiền thì cũng đang có những cái xu hướng đang cắm xuống như này thì nó đang yếu, và cơ bản là tích lũy ngang quanh vùng 12. Chưa có nhiều động lực PVD. PVD thì cũng hoàn toàn tương tự như PVS, một cái lực cầu, một cái thanh khoản khá là thấp và dòng tiền đi ngang. Ở vùng hỗ trợ của PVD ở khoảng vùng 10, và chúng ta cũng phải cần thời gian. Chúng ta phân tích bộ ba các cái mã cổ phiếu, đó là BSR có cái game thoái vốn, game có thể là có cái game thoái vốn ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên là do thị trường chung nó xấu nên BSR đánh lên vùng 8 và sau đó thì cũng chỉnh giảm chung với xu hướng của thị trường. Và hiện tại thì chúng ta dò tìm một cái vùng giá mục tiêu của BSR khoảng vùng 6.58 đến vùng 6.8. Và dòng tiền thì cạn tín hiệu MACD thì cũng chưa có những cái dấu hiệu mà giúp cho chúng ta có thêm định lượng, và xu thế hiện tại thì có thể là BSR tiếp tục đi ngang ở trong những cái vùng tích lũy ở khoảng vùng giá 6.8, vùng giá 6.8 và chờ thêm những cái cơ hội mới. POVK, bản thân POVK là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể nhìn view rộng ra một tí. Đó là POVK đã có một cái quá trình chỉnh giảm rất là dài, và một cái nhịp đánh thứ nhất của POVK từ vùng giá 7 và đã đánh chạm đến vùng 10, tức là cũng tăng cái sóng 1 của POVK tăng là tương đối. Và trong những cái phân tích định lượng ở đây, đó là cái vùng vượt kênh và cái vùng 11, đó là cái vùng kháng cự của POVK, thì hiện tại là POVK chưa đánh vượt thoát được cái vùng kháng cự. Ở vùng hỗ trợ của sau một nhịp tăng đánh lên vùng 11.5 thì POVK sẽ có xu hướng tích lũy nền lại ở quanh vùng 9.5 đến vùng 10. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì dòng tiền đang đi ngang rồi, nhưng một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì hôm nay chưa có nhìn thấy về cái mức độ hồi phục, và một số các anh chị thì đang cầm nắm mã cổ phiếu POVK, hôm nay biết là như vậy, chúng ta sẽ đang cầm nắm cái mã cổ phiếu này bởi vì là cái nhịp trên này là chúng ta không chốt được. Thì chúng ta có thể canh để chúng ta gom dần các anh chị nhé. Ví dụ như chúng ta có 100.000 cổ phiếu ở POVK thì bây giờ chúng ta có thể gom dần ở góc độ là chúng ta gom khoảng 20%, tức là chúng ta mua khoảng 20.000 đó, để chúng ta thăm dò lại ở cái vùng 9 và sau đó thì chúng ta đảo dần hàng ở đó. Cổ phiếu OI hiện tại là thanh khoản của OI cũng đang khá là thấp, và cái mục tiêu của OI nó là vùng 9, và vượt thoát được vùng 9 hay không thì hiện tại là OI, chúng ta trả lời câu hỏi là OI chưa vượt thoát được vùng 9, thì xu hướng OI sẽ chạm lại vùng hỗ trợ ở đây. Đó là khoảng vùng chạm lại vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 7.8. 7.8 đến vùng 8 với một cái lực cầu thanh khoản khá là cạn và khá là thấp như này thì OI sẽ tiếp tục có những cái phiên đi ngang ở đây, và chúng ta sẽ có thể canh lại những cái tín hiệu kỹ thuật của OI. Đó là gì? Tín hiệu kỹ thuật nó phải bắt nguồn từ rất nhiều các yếu tố, đặc biệt đó là yếu tố về dòng tiền, đó là cái lực cầu của OI quay trở lại ở vùng này, thì những tài khoản chúng ta đang nắm OI chúng ta canh bắt ở phiên đó, và bắt xong thì chúng ta có thể ra hàng ở phiên T1, T2, thậm chí là T0, T1, T2 và có thể là T3 để chúng ta giảm cái giá vốn của chúng ta, để chúng ta đưa về cái mặt bằng giá vốn của chúng ta ở quanh vùng 8 đến vùng 8.3, hoàn toàn có thể làm được việc này. Nhóm ngành dầu khí thì chúng ta có thể phân tích thêm hai con đạm nữa và con PVB. Chúng ta sẽ nói đến con PVB một tí. PVB là một cái mã cổ phiếu mà nó chuyên về thi công á, thi công đường ống gì đó, đường ống về của ngành dầu khí. Thì cái đặc điểm của tạo lập của PVB, nó cũng là một cái mã cổ phiếu mà thường là đi khá là dốc, thì chúng ta cũng xem như đây là một cái nhịp đánh 1 của PVB, và đây là một cái vùng tích lũy cấp 2, vùng tích lũy cấp 2 của cổ phiếu, và vùng tích lũy cấp 2 này thì chúng ta có thể coi đó là vùng đệm, là khoảng vùng giá 15. 15 chính là cái vùng tích lũy cấp 2 của PVB, và từ vùng 15 này thì có thể đánh chạm lên đến vùng 19, tức là tăng khoảng tầm 4.000. Thì đối với PVB, các anh chị phiên ngày thứ hai các anh chị cũng có thể canh mua ở quanh vùng 16. 16 mà chúng ta nhân với khoảng tầm 8%, đây Hùng sẽ hướng dẫn các anh chị nhé, 16 này nhân với 8 chia 100,
là như vậy, là chúng ta có khoảng lãi khoảng 1.280 đồng cộng với 16, tức là về khoảng vùng 17.3 là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu rồi các anh chị nhé. Chúng ta hoàn thành mục tiêu 8% thôi. Đoạn này chúng ta cứ ăn ít một, nó cứ nhẹ nhàng như vậy thôi. Và chúng ta cơ bản một cái câu chuyện là chúng ta cần cần bảo toàn là cái vốn, và cần một cái nữa là chúng ta chốt lãi đó. Còn cái câu chuyện Hùng Lê phân tích từ vùng 10, vùng bao nhiêu, từ vùng 19, xin lỗi cả nhà, từ vùng 15 lên đến vùng 19 thì nó về được 19 thì tốt, thì có thể là về vùng 17.2 thì chúng ta 3 17.5 đó, chúng ta ao đi khoảng 50% và chúng ta chờ ở những cái câu chuyện nó còn lại ở khoảng vùng giá 19, ví dụ như thế đó nhá. Ok, Đạm Phú Mỹ là một cái con mà cái thời điểm hiện tại chúng ta nhìn ở một cái góc độ tổng thể một tí, đó là lịch sử đánh và lịch sử tạo lập của Đạm Phú Mỹ nó cũng khá là tốt, khá là tốt. Và có 3 lần, 3 lần em này em mới chạm đến cái vùng mà chúng ta phân tích ở đây là vùng 15.5. Thì em mới đều rơi lại về cái vùng hỗ trợ, đó là vùng 13.5 đến vùng 14. Sâu nhất là vùng 13.5. Thì cái câu chuyện là chốt lãi nó nằm ở đây, đúng không ạ? Chốt lãi nằm ở đây thì thôi, thì về cái kháng cự chúng ta đẩy đi. Về hỗ trợ chúng ta mua lại thì ít nhất là chúng ta đảo, cùng lên cái cho là đảo từ vùng 14 đi, 14 mà lên được 15.5, nghìn rưỡi xem được bao nhiêu phần trăm, 1.5 trên 14 đó cũng 10% các anh chị ạ. Đó, cứ nhìn ngắn ngắn thế này thôi, nhưng mà chúng ta cứ làm 10%, thế là mấy nhát này là làm 30% rồi. Và Đạm Phú Mỹ thì trong thời điểm hiện tại thì Hùng Lê chỉ đang phân tích ở trong một cái biên từ vùng 14 đến khoảng vùng 15.5, và cái câu chuyện vượt thoát vùng 15.5 thì chúng ta cần phải chờ. Chờ ở đây đó là chờ về một cái xu hướng chung của toàn thị trường. Nếu như toàn thị trường chúng ta tốt và cái lực cầu của Đạm Phú Mỹ thì hoàn toàn có thể đánh vượt thoát được vùng này và đâu đó sẽ lên được ở những cái vùng target cao hơn, và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Đạm Cà Mau đúng không ạ? Đạm Cà Mau ok. Câu chuyện Đạm Cà Mau cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đó là cái target mà vùng 9.5 thì đã hoàn thành và đủ để cho chúng ta chốt. Đạm Cà Mau là vùng phân tích từ vùng 8 và lên đến vùng 9.5, 1.500 chia cho 8.5, đó chúng ta cũng có thể tự xem lại được cái lợi nhuận chúng ta đạt được bao nhiêu. Từ vùng này là Đạm Cà Mau chỉnh giảm lại ở vùng 8.5 và hiện tại thì đang có những cái phiên test lại cung ở vùng 8.5, thì các tài khoản mà chúng ta yêu thích cái mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ xem xét ở khoảng vùng 8.5. Và từ cái vùng 8.5 này thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Xem lại cái lực cầu, những cái phiên cầu thấp này là tốt này. Và có thể phiên ngày thứ hai sẽ tản lại vùng 8.5 và chúng ta chờ một cái lực cầu quay trở lại ở khoảng tầm độ 2 trên 2 triệu cổ phiếu, trên 2 triệu cổ phiếu thì rất là ok. Và chúng ta lại tiếp tục có một cái vùng từ vùng 8.5 đến vùng 9.5. Trước mắt sẽ như vậy đã. Còn câu chuyện có đánh tiếp theo lên được khoảng vùng 10, 11 hay không thì chúng ta sẽ chờ chờ những cái cập nhật tiếp theo của hai mã cổ phiếu này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua nhóm banh. Thì bản thân nhóm banh cũng hoàn toàn tương tự như là nhóm P. Và chúng ta nhìn thấy là một tuần, hai tuần rồi, chúng ta đang có một cái câu chuyện là banh đang đi ngang tích lũy và trong cũng một cái thời điểm đó là rất là cạn cung. Thì Vietcombank sau khi hoàn thành cái vùng target 8-90 thì Vietcombank đã có những điểm trả cung lại, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái vùng 80 là cái vùng mà khi chúng ta phân tích ở dưới cái target dưới thấp lên thì bây giờ nó trở thành cái vùng hỗ trợ. Sau một phiên giảm phiên ngày thứ 3, như ngày thứ 3 thì phiên ngày thứ 4 Vietcombank đã lấp hết lại gap và đang có những cái điểm trả lại cung. Thì đối với Vietcombank các anh chị có thể quan sát được ở quanh ở vùng 81, vùng 80 đến vùng 81, nếu như Vietcombank không gãy thì có thể là đánh chạm lại vùng 85, 85, 86 gì ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật, bởi vì là thị trường muốn tăng trở lại thì rất cần nhóm banh, và nhóm banh sẽ phải có một cái phiên hoặc có một cái dấu hiệu, có một phiên nào đó mà toàn nhóm banh nó tăng rất là mạnh và cái lực cầu có thể đạt được, ví dụ như Vietcombank phải là 2 triệu cổ phiếu, thì đó là cái thời điểm mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể giải gia tăng tỷ trọng thêm nhóm banh để chúng ta đánh ở trong cái nhịp này. Ở vùng hỗ trợ 80 đến vùng 81 đối với Vietcombank. Bit trong kịch bản phân tích ở vùng 45 và đạt được đâu đó ở khoảng vùng giá 44
44. Thì Bit chỉnh giảm chung với thị trường và quay về lại, đến bây giờ là Bit đã quay về lại vùng 38, vùng 38 này thì xu hướng là Bit sẽ có những cái điểm đi ngang, đi ngang, đi ngang. Và sau một những cái điểm đi ngang ở vùng 38 đến vùng 40 này thì chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu nhận diện. Vậy thì trong cái thời điểm đi ngang thì thường chúng ta sẽ xử lý những cái thời điểm đi ngang này nó như nào? Thì chúng ta có thể giảm gần 10%, 20%, 30% tùy các anh chị. Đó, và khi Bit có những phiên đánh như Hùng Lê có nói, tức là toàn nhóm ngân hàng nó đánh lên thì đó là thời điểm mà chúng ta ào ào, chúng ta nhào vào, chúng ta bao nhiêu tiền là chúng ta đánh hết. Chắc chắn là một trận đánh đó của nhóm banh đâu đó, bắt đầu khi nào thấy thì Hùng Lê sẽ báo, sẽ có thôi, nó cũng qua ngày mưa thì sẽ có ngày nắng thôi, không sao cả, chúng ta cứ bình tĩnh. Rồi, Bit này chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu ACB. ACB thì gần như không có cái vị gì nữa. Khi mà Hùng Lê nhận diện thấy ở đây, những cái tuần ở đây, các anh chị có thể xem lại những clip trước của Hùng Lê ở vùng 26.5, 26.5 đây, bán thôi đó. Và chạm lại đây, vùng hỗ trợ ở đây là vùng hỗ trợ 24 bị phá thì xu hướng là ACB sẽ trả lại ở khoảng vùng 22, thì chúng ta đang chờ những cái điểm trả cung. Thanh khoản thấp như này thì ACB gần như cũng không có nhiều cái cơ hội để có thể tiếp tục tăng giá. MBB và công thương. MBB thì nặng quá, và thời điểm hiện tại trong một cái nhịp mà Hùng Lê phân tích ở đây đã chạm được đến có vùng 19. Đề ra vùng 19 nhưng mà đâu đó lên được đến khoảng vùng gần 18 chấm mấy đó, 18.75 gì đó, thì lại trả về hết cho thị trường, và bây giờ chúng ta đang đi ở một cái vùng 16.5 đến vùng 17. Xu hướng cao thì MBB sẽ đi ngang ở trong cái vùng này, trong cái biên này các anh chị nhé, sẽ đi ngang ở trong cái biên này và sẽ đi hết cho đến khi lực cầu quay trở lại đối với nhóm banh, thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện đến MBB. CTG nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. CTG nó cũng là một cái mã cổ phiếu lead của nhóm banh. Tuy nhiên các anh chị cũng có thể nhìn thấy ở thời điểm hiện tại gần như là dòng tiền không vào. Và trong một cái nhịp phân tích sóng lên ở bên này thì CTG chúng ta đề ra mục tiêu ở 26 và đạt được ở vùng 25, và vùng 24.5 này là rất nhiều tài khoản biết đủ là đủ á. Các anh chị chốt xong thì các anh chị có bảo với Hùng Lê như vậy, em chốt rồi anh ơi, đến từng đấy là đủ với em rồi. Ok, đấy là câu chuyện rất là happy và chúng ta cũng cần phải làm ở trên thị trường chứng khoán. Đối với tín hiệu tại của công thương, đúng không ạ? Công thương đã rơi về đây, đó là rơi về vùng hỗ trợ 21.5 đến vùng 22. Thanh khoản như thế này thì công thương cũng chưa chạy được, sẽ tiếp tục đi ngang ở trong tuần mới và sẽ chờ những cái tín hiệu chung của toàn ngành, toàn nhóm ngân hàng. Techcombank và HD Bank, Techcombank, TCB. TCB không có gì thay đổi cả, một tuần đi ngang ở biên tích lũy 19.5 đến vùng 20. Cạn vôn và cái vùng 19 đến vùng 20 này, các anh chị, một số các anh chị á, là Hùng Lê có đọc được, đó là các anh chị bảo nói hai phương án như thế thì ai chả nói được. Thì cái câu chuyện là Techcombank nó đang đi ngang như này thì bây giờ cái câu chuyện là chúng ta cần phải để cho nó đi ngang cho nó hết. Đó, nó đi ngang cho nó hết và nó sẽ có tín hiệu kỹ thuật để chúng ta nhận diện. Vậy thì cái tín hiệu kỹ thuật nhận diện để làm gì? Ví dụ như là Techcombank nó rơi tõm phát này thì anh chị nào đang cầm thì phải bán ngay, bán vội đi chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Đó, ví dụ như vậy, tức là chúng ta phải theo dõi. Tại sao chúng ta phải theo dõi là như vậy, để chúng ta biết được cái biên này là cái biên hỗ trợ. Ví dụ như là Techcombank bị gãy vùng 19.5 thì chắc chắn là cổ phiếu này sẽ đao tiếp và xu thế đao về đến vùng 16.7, như vậy thì chúng ta phải bán đi chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Nhưng ngược lại sau một cái đoạn đi như này, có một phiên đó, nó có một cái cây nến ngồi xanh như này đó, thì chúng ta lại có thể mua thêm để chúng ta chốt đó. Thì cái câu chuyện là tại vì sao Hùng Lê lại nói là chúng ta hẳn cứ để đi cho nó hết đi, và đi hết cái con đường đó thì chúng ta sẽ biết được nó là chân trời hay là một cái bình nguyên. Đó, chân trời bình nguyên. Ok các anh chị nhá. VP Bank, chúng ta nói đến HD Bank trước. HD Bank trong câu chuyện đó là vùng kháng cự ở 27.5 đến vùng 28.5 đó, cái thời điểm này là có tin cổ tức ra, đúng không, nhào vào mua, và mua xong thì chết luôn, bởi vì cái chị chầu uống một cốc nước, một ngụm nước, nói nó khô cổ họng anh chị ạ. Thế mà có nhiều người vẫn chê trách Hùng Lê
Đó, không biết là chê trách cái gì nữa. HD Bank. HD Bank ở cái vùng 27 27.5 đến vùng 28, 27.5 vùng 28 là vùng kháng cự rồi và chúng ta bán thôi. Đó, câu chuyện và cổ tức hay là cái trời cái đất gì thì chúng ta không cần quan tâm. Và sau đó thì rơi về vùng 24, vùng 24 chính là vùng hỗ trợ. Trong cái bản tin video tuần trước thì Hùng Lê đã có phân tích cho anh chị ở vùng 24. Tại sao lại có vùng 24? Bởi vì vùng 24 chính là cái vùng mà khi Hùng Lê phân tích từ vùng 19.5 ở vùng 20 lên đến vùng 24 là target 1 của HD Bank, target 2 từ vùng 24 lên đến vùng 27 28 gì đó. Thì câu chuyện là đây là một cái lực hồi này thì mang tính chất tế cộng và khả năng là sẽ đập trần vào khoảng vùng 27.5 là HD Bank lại chỉnh giảm lại. Đó, sẽ đập trần vào đây lại chỉnh giảm lại và cái câu chuyện là chúng ta biết được cái điểm hỗ trợ để chúng ta vào. Đó, ví dụ và về đến vùng 24 này, chúng ta gom một ít và trong cái thời điểm khó khăn thì cái chạm hỗ trợ chúng ta mua và đó vô hình dung thì có thể là T cộng. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta bán ra thôi chứ cái thời điểm hiện tại là nhóm banh nó cũng chưa có nhiều cái dư địa. Ok, VPBank chúng ta sẽ nói đến VPBank. VPBank cũng nằm chung với xu thế của nhóm ngành ngân hàng đó là cạn vốn. Điểm hỗ trợ dài của VPBank đó là ở vùng 19.5, vùng 20, vùng 19.5, vùng 20 đây. Sau một cái phiên chỉnh giảm và VPBank tăng lên và đang có những cái điểm lấp cáp và những cái điểm này thì Hùng Lê sẽ đánh giá ở quanh vùng 21, khả năng VPBank sẽ có những cái điểm đi ngang ở quanh vùng 21 trước khi mà hình thành trở lại, tức là trước khi có một cái dòng tiền lớn để đánh cả nhóm ngành banh, cả cả nhóm ngành banh thì khi đó chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện của nhóm banh. Ở hiện tại một số các anh chị có quan tâm đến mã cổ phiếu SHB và có hỏi Hùng là bây giờ thì SHB như thế nào, thì quan điểm là trước đây thì chúng ta có tham dự một cái mini game ở đâu đây đó và như vậy là nếu như mà những anh chị nào mà chúng ta học về thuần về phân tích kỹ thuật trong một cái kênh xu hướng thì như vậy là SHB đã đi về một cái kênh xu hướng giảm đó, kênh xu hướng giảm rồi và với việc là cạn vôn ở vùng đỉnh và tín hiệu những cái tín hiệu về kỹ thuật về dòng tiền cũng như tín hiệu MACD như vậy là khả năng là sẽ nhịp này sẽ rơi lại thôi, sẽ rơi lại về vùng 10. Bởi vì sao? Bởi vì SHB đã có một nhịp đánh từ vùng 6 và lên đến vùng 18 thì tạo lập có thể xả từ, tức là sẽ xả dần dần, các anh chị hiểu như vậy. Họ sẽ xả dần dần, họ sẽ xả dần dần và họ xả đến họ thậm chí là họ xả về 10 thì họ vẫn có lãi mà, bởi vì họ mua họ đánh ở những cái vùng đây, thậm chí là đây. Các anh chị nhìn thấy là cái khối lượng đột biến nhất của SHB đó là ở vùng giá 12. Ở vùng giá 12 tức là có thể là trong cái thời điểm từ vùng 6 đến 12 là người ta mua và bắt đầu từ cái vùng này là bắt đầu người ta rải dần để người ta phân phối dần và người ta sẽ giảm cho đến vùng 10 đến vùng 12 thì người ta vẫn có lãi. Đó, người ta có lãi bởi vì người ta bán chốt ở trên này rồi các anh chị, thậm chí là một phần hàng nữa người ta chấp nhận bán ở dưới vùng quanh vùng 10 một tí thì như vậy là kết thúc một cái câu chuyện game của SHB nhá. Chúng ta bỏ qua. STB đó, vùng kháng cự vùng 12.5 đến vùng 13 trong một cái nhịp phân tích ở đây và hiện tại thì STB đã hình thành lại một cái nền ở khoảng vùng nền 10.7. Cầu sau những phiên đánh dốc lên thì cầu đang thấp và đối với STB thì chúng ta cũng không cần phải quá vội vàng theo lên như vậy. Đó, khoảng vùng 10.7. Những anh chị nhé, những anh chị mà chúng ta đang có hàng đang kẹp lại khoảng vùng 10.7 chúng ta mua. Chúng ta mua để chúng ta đảo đi, chúng ta đảo đi ở được khoảng 5% chúng ta đảo. Đó thì chúng ta cứ lấy 10.7 nhân với 5% thì được giá bao nhiêu đó chúng ta cứ thế chúng ta chủ động chúng ta bán nhé. Thêm một cái mã nữa là Liên Việt Postbank. Liên Việt Postbank tín hiệu kỹ thuật hiện tại là đang xấu rồi các anh chị nhé, gãy cái vùng ở đây này, gãy vùng 8.5 là xấu. Tín hiệu đường MACD, tín hiệu đường MACD đang có một cái xu hướng cắm đầu và dòng tiền cũng đang cắm đầu đi xuống như vậy. Thì như vậy là cái câu chuyện mà Liên Phong Bank khả năng là sẽ Liên Việt Postbank khi gãy vùng 8.5 thì khả năng xu hướng của cổ phiếu là sẽ rơi lại ở đây là khoảng vùng giá 7.3. 7.3 đến khoảng vùng 7.5, khoảng 7.3 đến 7.5 tức là xu hướng cổ phiếu sẽ rơi. Cổ phiếu sẽ rơi. Về đến cái vùng này thì mới tích lũy trở lại được 7.3 7.5.
Rồi, nhóm banh chúng ta đã đi qua rồi và chúng ta sẽ bắt đầu đi đến cái nhóm chứng khoán HTM. HTM ở trong thời điểm hiện tại thì Hùng Lê nhìn ở một góc độ đó là chuyển pha xu thế sau một cái downtrend dài hạn của nhóm ngành chứng khoán. Nó down đến tận vùng 12 và đây là cái sóng thứ nhất của HTM đánh từ vùng 12 và lên đến đạt được đến cái mắt của chúng ta là khoảng vùng gần vùng 21. Gần vùng 21 các anh chị. Và vùng trong cái thời điểm hiện tại, trong cái thời điểm dài đây là Hùng Lê tìm ở cái vùng hỗ trợ 18 đến vùng 18.5. Và target đợt trước thì chúng ta đề 21 nhưng mà 22 không đạt được. Và bây giờ khi mà cổ phiếu đã hình thành nên những cái điểm kháng cự đây thì chúng ta phải hạ xuống. Thì vùng kháng cự của HCM ở khoảng vùng 20.5 đến khoảng vùng 21. Đây là nó đã hình thành nên một cái vùng kháng cự đây rồi. Và vùng hỗ trợ đây. Thì về cơ bản, thời điểm hiện tại là động lực để cho HCM tăng mạnh là dòng tiền hiện tại đang hơi kém này. Dòng tiền hiện tại đang hơi kém, chính vì vậy nên là HCM sẽ có những cái điểm mà đánh ngang đánh ngửa đây. Thì tạm thời trong thời điểm khó khăn của thị trường á, thì chúng ta sẽ chạm hỗ trợ chúng ta mua và có những cái điểm kháng cự ở đây khoảng vùng 20-20.5 đây, chúng ta bán ra tạm thời như vậy, lướt lát như vậy đã. Và chúng ta có thể đảo hàng tạm thời như vậy để chúng ta đảo. SSI hai lần công 16 nhưng vẫn chưa công được. Tín hiệu hiện tại thì dòng tiền cũng đang cạn cung thôi, đang cạn cùng với chung cả thị trường. Điểm hỗ trợ của SSI đó là vùng 14.5, vùng 14.5 ở đây thì cơ bản là một nhịp, hai nhịp này vẫn chưa vẫn là một cái điểm hỗ trợ khá là tốt của SSI. Thì xu thế của SSI có thể phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới với những tín hiệu khởi sắc lại của thị trường thì sẽ đi ngang ở quanh vùng 15 và sẽ có những cái điểm để đánh lại vùng 16. SSI mà vượt thoát được cái câu chuyện mà SSI vượt thoát được vùng 16 thì đó chúng ta mới tính toán được những cái câu chuyện tiếp theo, những câu chuyện tiếp theo của SSI. Và hiện tại thì Hùng Lê đang kỳ vọng nhóm chứng khoán sẽ là một cái nhóm mà sẽ có những cái dấu hiệu khởi sắc của 6 tháng cuối năm. SHS vùng kháng cự vùng 14 một lần hai lần hoàn toàn tương tự như vậy, đó là cũng chưa thể vượt qua được, nó cũng giống như SSI, cũng như giống như HCM. Sau đó thì về vùng 14 rồi thì lại rơi lại về vùng hỗ trợ khoảng vùng 11. Khoảng vùng 11.8 đến vùng 12, và vùng 11.8 vùng 12 này thì đang có những lực cầu kéo quay trở lại. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SHS thì hoàn toàn cổ phiếu này có thể sẽ phải lấp lại ở cái vùng 12. Sẽ lấp lại ở cái thân nến xanh ở đây, và cùng với đó là chúng ta phải chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường nữa. Hiện tại tín hiệu MACD thì cũng đang hơi xấu đối với SSS và cần phải chờ những cái dòng tiền dứt khoát hơn, đó là những cái phiên mà lực cầu của SSS có thể đạt được khoảng 3 đến 4 triệu cổ phiếu. Mã cổ phiếu thứ 3 về ngành chứng khoán đó là mã CTS. CTS là một mã cổ phiếu thanh khoản nó không được cao. Tuy nhiên trong lịch sử những yếu tố tạo lập của CTS, khi CTS đã vào sóng thì những cái điểm kéo của CTS rất là mạnh. Vùng kháng cự của CTS nằm ở khoảng vùng 8, vùng kháng cự CTS ở vùng 8 và vùng hỗ trợ của CTS đó là vùng 7. Thì trong cái thời điểm hiện tại đây chỉ là một sóng khởi động thôi và CTS sẽ có những cái điểm đi ngang, nó cũng sẽ giống như là thằng SSI và thằng những cái mã cổ phiếu về ngành chứng khoán. Và sau khi có những cái điểm đánh lên đánh xuống ở đây thì chúng ta sẽ kỳ vọng, tức là trong cái góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng Lê kỳ vọng là CTS sẽ đánh vượt 8. Trong những cái yếu tố tạo lập của CTS về về nhóm ngành chứng khoán. Đó thì các anh chị cứ có canh ở vùng 7 hỗ trợ chúng ta mua. Về vùng kháng cự thì chúng ta bán MBS. MBS cũng là một cái mã cổ phiếu thanh khoản nó thấp. Tuy nhiên khi MBS đã đánh thì nó cũng sẽ là tương đối đẹp. Và hiện tại thì MBS cũng hoàn toàn tương tự như nhóm ngành chứng khoán, đó là có những điểm đánh lên đánh xuống ở đây. Và cái vùng hỗ trợ của MBS đó là vùng 9.7. Và từ vùng hỗ trợ này thì MBS có thể cũng sẽ có những cái điểm đánh lên đánh xuống, thì chúng ta sẽ canh vùng hỗ trợ để chúng ta mua.
Và cái điểm kháng cự đây chúng ta xem thì kháng cự ngắn của BVS đó là vùng 10.5 các anh chị nhé, 10.5. Vùng 10.5 đến vùng 11 đó. 10.6 thì đúng hơn. 10.6. Đó khoảng vùng 10.6, 10.7 đây này, đến vùng 11 tức là gần đến đây thì chúng ta cứ tạm thời là chúng ta đánh ngắn đã. Còn sau những cái câu chuyện đánh ngắn này, sau những câu chuyện đánh ngắn này thì cái việc mà có vượt thoát được vùng 11 để chúng ta có một cái sóng dài, có một cái trend dài của MBS thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ cập nhật. Ok, sóng chứng khoán, nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ đi qua như vậy, và chúng ta sẽ đi qua nhóm ngành thép, sau đó thì đi qua một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp, bởi vì là thời lượng của video của chúng ta cũng không còn nhiều. Hòa Phát sau một phiên đánh lên rất là mạnh khoảng 20 triệu cổ phiếu, và hiện tại thì Hòa Phát đang có những cái dấu hiệu nhăm nhe tiệm cận lại vùng 28, và như Hùng Lê có phân tích ở đây trong cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích đó là Hòa Phát có thể đánh tiệm cận vùng 28 và vượt được vùng 28 hay không, thì chúng ta có một cái vùng ở đây khoảng target khoảng tầm 32. Các anh chị lưu ý nhé, khi Hùng Lê phân tích lên vùng 32 thì các anh chị phải hiểu là những cái điểm mua của Hòa Phát mà Hùng Lê đã khuyến nghị đó là khoảng vùng 26, và Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên Zoom đó, chứ không là các anh chị không hiểu được cái câu chuyện là đang phân tích đang hay thế thì chúng ta cứ thế chúng ta mua. Đó ví dụ như vậy, 15 ngày trước ở quanh cái lúc đó thì Hùng không có ấy này, cái ngày hôm nay là ngày bao nhiêu này, 10 10 15 ngày trước đó thì đó những cái thời điểm mà lúc đó là Hòa Phát đã có những cái điểm tích lũy nền rất là đẹp đây, và Hùng Lê đã khuyến nghị mua, và cái câu chuyện mua xong thì chúng ta chờ đón ở những cái target ở trên này đó, chứ không phải là khi lên đến 28 xong lên 29 rồi mua mua xong rồi ví dụ như là không may nó đổ xuống cái Hùng Lê bảo lên đến 32 cơ mà, lên đến 32 thì bây giờ mới 30 vẫn còn mua được đó, thì cái câu chuyện là mua ở vùng giá 20 26 27 nó khác các anh chị mua ở vùng giá 30 31 đúng không ạ? Thứ nhất là bất lợi về T cộng, thứ hai là bất lợi về giá. Đó, và thứ ba nữa là tăng cái sự rủi ro. Đó. Cổ phiếu Hoa Sen, xổ số đúng không ạ? Ông Lê gọi là xổ số bởi vì là gần như là đi hết rồi, và có những cái câu chuyện hiện tại bây giờ là chúng ta chỉ có canh vào vùng 11.5 nữa thôi. Và cái vùng kháng cự đây là vùng 12 thì đang có những cái ý đồ tạo lập là các ông có đánh vượt cái biên này không? Đó. Thì gọi là xổ số, và nếu vượt được phát biên 12 chúng ta có đâu đó một cái target khả năng cuối cùng với Hoa Sen thì đây cũng là khoảng vùng 14. Ở nhịp này của Hoa Sen đánh cũng khá là tưng bừng rồi, nhưng mà lịch sử tạo lập của Hoa Sen thì nó cũng khá là tốt các anh chị nhé, đánh cũng tương đối đấy, nên là gọi là xổ số là vì như vậy. May là chúng ta ăn tiếp được một nhịp nữa. NKG Nam Kim đó anh chị nhìn thấy chưa, nó sau khi mà hoàn thành cái vùng này và những cái vùng hỗ trợ không đạt được là thôi là coi như là đi đi phăng luôn. Tín hiệu MACD đang xấu, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, và điều này cũng sẽ cho thấy rằng là lực cầu của Nam Kim đang tiếp tục giảm, và coi như cơ hội đầu tư đối với cổ phiếu này đang gần như chúng ta không còn. Ok, chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành của các cái mã cổ phiếu về xây lắp. Đầu tiên nó là cổ phiếu Cô Tích Công, CTG CTD thì CTD là một cái mã cổ phiếu mà tốn khá nhiều giấy mực của nhà báo, bởi vì sao đó, trong cái câu chuyện Mùng Lê có phân tích ở đây đó là những cái câu chuyện về việc gọi là những cái thông tin cơ bản thì nó chỉ là những cái thông tin cơ bản thôi, nhưng chúng ta nhìn dài và nhìn rộng ra thì tại sao chúng ta lại nói đến Cô Tích Công ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất, nó là một cái nhà thầu mang tầm cỡ và mang vị thế, và lý do vì sao mà Cô Tích Công đã tăng từ vùng giá 20 lên vùng giá 220, tức là tăng khoảng 10 lần, hơn 10 lần đúng không? Và sau đó từ vùng 220 thì cũng trả về hết cái vùng nền ở đây, đó là vùng 20. Đó. Và khi về đến những cái vùng vùng ở bên này, đó là một cái sự gọi là cái sự hỗ trợ cực kỳ lớn của Cô Tích Công rồi. Và khi về đến vùng giá 50 thì Cô Tích Công đang có những đây, đây chính là những cái hình mùng lê vẽ. Tức là cổ phiếu sẽ tăng lên đạp xuống, tăng lên đạp xuống, tăng lên đạp xuống, tăng lên đạp xuống, và nó hình thành cái nền. Và Cô Tích Công thì chính thức là hình thành nền là mất 6 tháng và đến tháng thứ 7 đó. Và trong phiên ngày hôm nay đó, thì trong trong cái phiên mà trong cái bản tin tuần trước ông Lê có tìm đây, cái vùng hỗ trợ của Cô Tích Công khoảng vùng 65 đến vùng 66.
Thì đây lên vùng hỗ trợ và từ vùng này thì lại mua và đánh lên thôi. Đánh lên và có một điều đặc biệt đó là trong cái tuần vừa qua đó là Cotecom đã đánh vượt thoát vùng 80. À trong phiên hôm nay là lên trên 80 nhưng cuối phiên bị đuối và cũng bị một cái lực chốt rất là mạnh. Thì câu chuyện nó nằm ở đó, tức là chúng ta có những cái vùng mua thấp ở dưới này thì đây không còn là những cái điểm mua đẹp của chúng ta nữa. Và khi mà cổ phiếu đánh vượt thoát như này thì chúng ta lại cần phải chờ. Và chờ về đâu? Chờ về đâu thì cái câu chuyện là bây giờ chúng ta lại tiếp tục dò tìm ở cái vùng giá mục tiêu của Cotecom. Đó, vùng giá mục tiêu của Cotecom đẹp á. Đẹp là ông đưa về khoảng vùng giá 75. Đây. Đẹp là ông đưa về khoảng vùng này. À, đấy thì đây cũng đang là những cái giai đoạn mà Cotecom làm sao các anh chị làm đánh lên rồi đạp xuống, đánh lên rồi đạp xuống. Và sau một cái chu trình đánh lên và đạp xuống nó phải hết, nó phải hết hết cái chu trình này. Đó, và hết cái chu trình đó đồng nghĩa việc là Cotecom tăng giá ổn định trên vùng giá 80 thì lúc đó là chính thức là Cotecom sẽ bước vào một cái con đường nó dài hơn một tí. Tiếp theo một con nói đến một cái con xây lắp nữa là HBC, cũng rất nhiều những cái tài khoản những anh chị em của chúng ta là bị kẹp lại. Trong một cái nhịp phân tích của HBC ở đây, HBC chúng ta phân tích hai khúc được các anh chị nha, hai khúc rồi chứ không phải là khúc khúc một nhá. Khúc một là từ vùng 8 lên đến vùng vùng 10 nhá, vùng 10 xong chỉnh giảm lại thì chúng ta mới đi cái khúc 2 từ vùng 10 lên vùng 13, nhưng mà lên đến vùng 12.75 thì nó tèo. Lên đến đây hai hai nhát lên đến khoảng vùng 12.5 thì nó tèo thì bây giờ nó rơi đến đây, nó quang tèo nó rơi đến đây thì bây giờ như thế nào nhỉ? Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại là sẽ test lại vùng 10 và thậm chí là sâu hơn đó, là HBC sẽ chưa thể tăng lại ngay được đâu. Với xu thế hiện tại là đánh một phiên trần như này là những anh chị nào kẹp hàng mà đảo được phiên này là ngon, mua được phiên này là ra là ngon. HBC chúng ta sẽ quan sát tiếp ở vùng 10, các anh chị mà nào mà đang còn hàng quan sát ở vùng 10. Nếu như vùng 10 này không gãy mà tiếp tục đi ngang thì như vậy là chúng ta sẽ chờ bên này, bởi vì tín hiệu kỹ thuật của HBC hiện tại là Lê chưa có nhìn thấy được những cái tín hiệu tăng giá thực sự là chắc chắn. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phải theo dõi thêm đối với mã cổ phiếu HBC. DXG đất xanh hiện tại vùng hỗ trợ ở vùng 11 và cũng chưa có nhiều tín hiệu. Chúng ta sẽ cần phải chờ để đất xanh quay trở lại ổn định nền ở đây và lực cầu quay trở lại, có những cái tín hiệu tạo nền và có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn. LDG thì cũng như vậy, LDG là chạm lại vùng hỗ trợ của LDG là ở vùng 6. Sau hai phiên kéo lên như này, LDG đang có những cái điểm trả cung và những cái điểm trả cung này thì chúng ta xem ở khoảng vùng 6.2. 6.2 xem là LDG có gãy vùng 6.2 không, nếu gãy 6.2 thì lại về lại vùng 6 và cũng cần thêm thời gian. Một mã cổ phiếu nữa trong nhóm ngành xây lắp đó là VCS, nó sản xuất về vật liệu xây dựng. Thì VCS sau một quá trình giảm dài thì Hùng Lê cũng đang tìm một cái vùng hỗ trợ dài để chúng ta nói đến cổ phiếu này. Đó là vùng 60 đến vùng 62 và vùng kháng cự của VCS đó là vùng 67 đến vùng 68. 67 đến 68 và trên thực tế thì trong những cái trận đánh gần đây đó thì cứ chạm về đây thì cổ phiếu lại chỉnh giảm tích lũy nền. Và đây đang là những cái điểm tích lũy nền cạn vôn và chúng ta sẽ chờ những cái phiên mà VCS có một cái dòng tiền xác nhận thì về đến cái vùng hỗ trợ ở đây thì anh chị hoàn toàn chúng ta có thể mua, và khi cổ phiếu tăng giá trở lại thì chúng ta mang hàng ra để chúng ta bán. Một mã cổ phiếu nữa là Đạt Phương, DPG cũng đang trong một cái quá trình hình thành, nó đi lâu vậy trời. Nó đi lâu quá, nhưng mà không sao cả. Đối với những mã cổ phiếu mà nó đã xây nền á, thì nó xây có thể là xây 6 tháng. Đó, ví dụ như là Cô Tích Công là xây từ đầu năm 2020, còn em này là em mới xây bắt đầu từ tháng từ 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 tháng 3, đúng không? Tháng 3, tháng 4, tháng 2 thì cái câu chuyện xây nền của cổ phiếu thì chúng ta phải chờ thôi. Ta không còn cách nào khác, vùng hỗ trợ 22 đến vùng 23. Kháng cự ở vùng khoảng vùng 26. Và chúng ta chờ đến lúc nào đánh ngang đánh ngửa và vượt thoát được cuối cái con đường này thì chúng ta phải đi tiếp thôi. HDG cũng là một cái mã cổ phiếu mà trong nhóm xây lắp.
Sau khi mà hoàn thành gần hoàn thành được cái mục tiêu 24 và này là mục tiêu 24 thì cổ phiếu này cũng đã chỉnh giảm, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì HDG là xấu rồi các anh chị, xấu xấu khi mà tín hiệu MACD và đặc biệt nó xấu khi mà nó gãy vùng 20.5 ở đây này, 20.5 20.6 này, nó đi xuống dưới này, tức là có nghĩa là cái cơ hội phục hồi để quay trở lại gần như nó không còn nữa, nó không còn nữa. Và chúng ta cũng phải canh, nếu các tài khoản mà đang cầm con này, các anh chị lưu ý giúp Hùng lên này, đây này, cái vùng này này, cái vùng này mà nó gãy là thôi đây này, vùng này mà nó gãy là thôi, tức là khoảng vùng 19 à 19 18.5 18.5 đó, nếu như mà nó gãy vùng 18.5 ở đây thì nó sẽ rất là nguy hiểm, và gãy vùng 18.5 này thì cũng gần như là một dấu chấm hết, và xu hướng là sẽ đi về những cái vùng rất thấp ở dưới này. Đó, đó chính là những cái vùng mà cổ phiếu này đã hình thành ở những vùng tích lũy ở dưới này, đó là vùng 12.5, như vậy là một cái mức giảm tương đối lớn, các anh chị chúng ta lưu ý. FCN, đối với Fecom ở thời điểm hiện tại thì cũng đang có những cái dấu hiệu mà có thể muốn đánh thoát nền. Fecom chúng ta phân tích ở một cái nền ở đây là đâu đó ở nền 9 đến khoảng nền 9.3, và kháng cự ở đây là nền 11. Hiện tại thì Fecom chưa vượt thoát được nền 11 hai lần. Sau đó thì tích lũy trở lại và vùng hỗ trợ thì gần như đạp về cái vùng hỗ trợ ở trên khoảng 10 9.5, 9.5 và đang hồi phục trở lại. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Fecom thì cũng chưa có gì là đột biến, chưa có gì là đột biến, có thể là sẽ cần thêm thời gian để tích lũy ở quanh cái nền 9.5 đến nền 10. KDH hôm nay có cái mã gì này, mã gì mà ông Lê khuyến nghị trên room cũng không nhớ nữa, có mã cái mã về ok, Hùng Lê sẽ cập nhật ở dưới dòng dòng tin nhắn, tại vì là cũng không không nhớ một cái mã về ngành xây dựng. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có thêm một mã nữa về VE. VE là một cái mã cổ phiếu nó cơ bản nó cũng khá là tốt, cơ bản khá là tốt, và cái câu chuyện về VE nó là câu chuyện mà trước đây thì Hùng Lê đã có phân tích về một cái target ở khoảng vùng giá 46 và vượt thoát vùng 46 thì chúng ta sẽ có một cái vùng ở 50. Đây là một cái cây nến gần chọc đến 46 và gần chọc đến vùng 50, và sau đó thì nó bị chỉnh giảm trở lại và quay trở lại về vùng nền. Quay trở lại về vùng nền thì quay lại đúng cái vùng hỗ trợ khoảng vùng 41.5 ở đây, thì VE đang có những tín hiệu tích cực, và bản thân VE thì Hùng Lê cũng đã cập nhật rất nhiều ở trên team, và ngày hôm nay thì cũng cũng khuyến nghị lại cái câu chuyện mà các anh chị có các cái điểm mua của VE ở quanh vùng 42, 41, 42 đây. Rất là đẹp, và trong ngắn hạn thì VE sẽ từ cái vùng hỗ trợ này sẽ đánh chạm lại về vùng 45. Xu hướng của VE thì trong cái câu chuyện này thì hoàn toàn Hùng Lê đang kỳ vọng ở một cái target ở khoảng vùng 50. Tuy nhiên các anh chị lưu ý nha, các anh chị lại lưu ý, Hùng Lê nhấn mạnh và nhấn rất mạnh câu chuyện là điểm mua, và những điểm mua của Hùng Lê đã khuyến nghị đó là ở quanh vùng 41, 42 ở đây. Đó, và khi về đến 45 và về 45 có thể chỉnh giảm lại một tí thì chúng ta sẵn ở dưới này rồi, chúng ta hoàn toàn để chúng ta đóng lên vùng 50. Đó, chứ không phải là về đến vùng 45 rồi các anh chị cũng cứ vác thế là chúng ta mua, nó bị sai nhá, các anh chị bị sai. Và chính vì vậy nên là nên về với team của Hùng Lê, nên về với team Hùng Lê để nhận những cái khuyến nghị đó. Về thêm một mã cổ phiếu nữa là PTB, trong cái nhóm mà các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt đó. Ở đây PTB này, PTB, PTB. Ở PTB có những cái phân tích về quanh vùng 4 là sau khi đây này, 16 ngày trước này, ở vùng 50 cũng là cái vùng mà bắt cá trên bờ của PTB. Thì tại vì sao chúng ta lại nói, bởi vì nói đến PTB ở vùng 50, bởi các anh chị nhìn thấy nhá, một cái sóng lên của PTB. Ok, tạm thời chúng ta đã phân tích được một cái sóng lên và chạm vùng 50 ở đây. Đã một số anh chị chốt. Chốt xong thì gần như PTB đã không quay lại được cái vùng nền hỗ trợ của PTB ở đây, đó là khoảng vùng 45 đến vùng 46. Và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định ở quanh cái chỗ này, vùng Lê đang nhìn thấy cái điểm này nó hội tụ, cái điểm 50 này nó hội tụ rất nhiều những yếu tố. Chính vậy nên là đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta xúc PTB vùng giá 50. Và xúc rồi thì chúng ta chờ thôi, và
Cái điểm đầu tiên thì các anh chị tự cứ 50 nhân với 8% 5840 về đến vùng 55 đạt 10%. À, chúng ta chốt đi 50%, ok chưa? Về vùng 55 được rồi, có thể chỉnh giảm kỹ thuật ở đây, có thể cover lại hàng để về vùng 60 nha. Nhớ nhớ con số 8% và 15% để chốt, không là sau đừng có kêu hùng lên nha. Ok, là có ba cái mã cổ phiếu này thì ông Lê cũng sẽ phải nói luôn ở đây, mà cũng khá nhiều anh chị sẽ quan tâm bởi vì chúng ta phân tích nó quá dài quá lâu rồi. Và bây giờ thì LTG thiên, TLG à TLG TLG Thiên Long, Thiên Long một mã cổ phiếu mà ông Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về một sau một cái quá trình mà Thiên Long giảm rất là dài, giảm rất là sâu đó. Thì chúng ta tìm một cái vùng mục tiêu, đó là cái vùng giá 30. Sau đó thì ông Lê tiếp tục phân tích ở một cái nền ở đây cho các anh chị 32 đến vùng 34. Đó, vùng 32 đến vùng 34, và từ vùng 32 này thì ông Lê đang kỳ vọng đánh lên 40. Thì nếu như mà một cái con số như vậy thì chúng ta lấy 12 chia cho 40 là 30%, nghe nó kinh khủng quá đúng không ạ? Thì thôi nhá, thôi thôi chúng ta hạ cái độ cao đấy lại. Bởi vì sao? Bởi vì những cái điểm mua của ông Lê đó là những cái điểm mua rất là thấp rồi. Và các anh chị chúng ta cứ canh 8% rồi 15%, chúng ta cứ tự động thế mà chúng ta out ra. TLG hiện tại đã thoát nền và hiện tại có 3 phiên test cung đẹp. Test cung như này là đẹp các anh chị. Đó. Test cung như này đẹp, và những cái điểm test cung của LTG đó là vùng 35. Đó, không gãy được cái vùng 35 là ổn. Đó, không gãy được vùng 35 ổn. Và từ vùng 35 này thì có thể là lực cầu sẽ quay trở lại ở phiên ngày thứ tư, ở phiên ngày thứ ba và phiên ngày thứ tư tuần tới để kéo cổ phiếu này tiếp tục đi lên theo một cái trend phân tích. Thêm một mã cổ phiếu nữa đó là cổ phiếu PAC, PAC. Nó quá lâu rồi, ba bộ ba con này là ông Lê phân tích, nhưng mà một số anh chị có hỏi là trong tuần tại sao lại không phân tích lại. Thì PAC cũng là sau một cái chu trình giảm dài và đang có những cái điểm đánh lên, và những cái điểm đánh lên rồi, ok đúng không ạ? Đánh lên rồi thì những cái điểm đánh lên này nó lình trình ở đây, và đang kỳ vọng cái lực cầu quay trở lại đánh tiếp cổ phiếu này, nhưng mà hiện tại là chưa có cầu, chưa có, vẫn đang tích lũy ở vùng 20 đến vùng 21 ở đây. Chúng ta tạm bỏ những cái này ở trên này đi đó, để chúng ta xem lại đó. Thì con cổ phiếu PAC trong ngắn hạn thì hiện tại Hùng Lê cũng chưa nhìn thấy cái lực cầu đi hiện tại ở đây, nó cũng đang hơi thiếu ở đây. Thêm một con nữa là BFC. BFC thì mới chia cổ tức 700 đồng một cổ phiếu, nên là chỉ vậy nên ta cũng cần phải hạ cái phân tích thiết kế của chúng ta ở đây. Thì BFC là một cái công ty phân bón Bình Điền, một công ty phân bón cực kỳ tốt, cơ bản tốt, và trong những cái thời điểm hiện tại sau một cái giai đoạn giảm dài thì BFC cũng đang đi theo những cái hướng đi nó cũng cũng giống như là cô tích công đi. Tăng lên rồi đạp xuống rồi lại tăng lên đó, tăng lên rồi lại đạp xuống rồi lại tăng lên. Và ở những cái câu chuyện này đó là những cái câu chuyện mà BFC đang đi để tích lũy nền, và Hồng Lê nhìn ở cái vùng khoảng vùng 11, vì chia cổ tức trước đấy là vùng 12 nhưng bây giờ nó sẽ rơi xuống khoảng vùng 11, đó cái vùng hỗ trợ dài của BFC. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những động lực và những cái câu chuyện tiếp theo của BFC. Hiện tại bây giờ là 1:18, ôi chà cũng tương đối dài rồi. Bây giờ chúng ta đi nhanh qua một số các mã cổ phiếu về cao su trước, anh chị nhé, cao su trước nhanh gọn thôi. DRC, DRC đó, vùng hỗ trợ của DRC không có gì thay đổi, 17.5 đến vùng 18 và có thể về đến đây, DRC sẽ bắt đầu có một cái nhịp hồi phục. Các anh chị mà chạm hỗ trợ chúng ta mua trong thời điểm hiện tại nó là như vậy, không có gì cả. PHR là một mã cổ phiếu cơ bản là tốt, và trong một cái phân tích kỹ thuật ở đây thì chúng ta kỳ vọng ở đâu đó khoảng vùng 58, đi được khoảng đến 55 thì đổ đúng không ạ? Đổ thì lại chạm về hỗ trợ ở đây 48, từ 48 này bật lên và hiện tại đang có những cái điểm lình trình đây, thì bây giờ là chúng ta cứ về đến 55 đã đúng không ạ? Về đến 55 để chúng ta bơi vào bờ đã, bơi vào bờ xong thì chúng ta tính toán tiếp, bởi vì các cái điểm mua gần như là đối với PHR thì các anh chị cũng gần như không không kẹp lại mấy, không kẹp lại mấy. Mua ở đây thì bây giờ cũng sắp bơi vào bờ rồi. Đó. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại là đang có một cái đang có xu hướng hồi, đang có xu hướng hồi. GVR, một số anh chị có hỏi Hùng mã này tại sao lâu lâu không thấy. Ok, chúng ta sẽ nói đến GVR. Như vậy là GVR ở đây vùng hỗ trợ
dài của GVR ở vùng 11, và ở một số các cái tài khoản thì hình như cũng có bảo là GVR ở vùng 11 thì hình như là mua thêm vào á. Vùng 11 trả cung. Trả ở bên room N01. Bên room thảo luận. Thì đối với GVR, các anh chị nào đang kẹp hàng thì cũng hoàn toàn có thể canh mua. Ở vùng 10 đây vùng 11 11.2 gì đó. Và xu hướng thì cổ phiếu này sẽ phục hồi cùng với xu hướng chung của thị trường, và ở đây chính là những cái điểm mà để chúng ta đảo hàng giảm giá vốn, chém cá tiến thớt, phương pháp chém cá tiến thớt thì Hùng nói rồi. Quốc đảo ship. Ship thì đây chúng ta có một cái vùng tích lũy của ship ở đây khoảng vùng 83 đến vùng 85. Và khả năng đối với ship ở trong vùng này thì cũng là cái vùng mà bắt đầu làm ăn được rồi. Chúng ta cứ tính 8% 15% từ cái vùng hỗ trợ này để chúng ta chủ động chúng ta đánh. Chúng ta sẽ phân tích hai mã cổ phiếu về nhóm ngành TCM dệt may. Ở trong thời điểm hiện tại thì TCM cũng chưa có nhiều những cái đột biến, và đặc biệt là nó liên quan đến cái câu chuyện xuất khẩu, cái chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị đứt gãy. Chính vì vậy nên là trong nhịp này thì khả năng cái mắc của TCM nó cũng chỉ đạt được khoảng vùng 21 đến vùng 22 thôi, anh chị lưu ý. GIL. Câu chuyện về GIL là một câu chuyện mà rất nhiều những anh chị nhà đầu tư hiện tại đang quan tâm đến mã cổ phiếu của GIL, và với quan điểm của ông Lê thì các anh chị cứ yên tâm đối với GIL. GIL ở đây chỉ mới đang là những cái đoạn đánh lên đánh xuống để hình thành nên một cái quá trình về xu thế thôi đó. Và sau khi mà hình thành nên một quá trình xu thế xong, đúng không ạ, chúng ta sẽ có những cái sóng dài. Và cái vùng kháng cự của GIL là vùng 21, anh chị lưu ý. Và chỉ vì là trong cái nhịp trước của chúng ta hơi kỳ vọng ở khoảng vùng 22 thôi, còn bản chất chúng ta phân tích là GIL gần như là thành công, và thành công luôn, và chúng ta không chốt được thôi. Thì thời điểm hiện tại là GIL lại chạm lại vùng 17, và ngày hôm nay là chính thức là phân tích, không biết là phân tích ở trên room nào GIL. Khuyến nghị chúng ta mua ở vùng 17 trên room N01. Đây đó, và Hùng Lê đã có những cái định lượng cho các anh chị, đó là chúng ta cứ bình tĩnh, đúng không ạ, chúng ta sẽ có những cái gọi là những cái điểm đánh ở đây, và bắt đầu chuyển từ cái pha xu thế trend giảm dài hạn sang cái trend cân bằng, và sau đó trend trung, và cơ bản là GIL vùng 7 cân thêm được để đảo hàng nếu như anh chị đang kẹp lại đó. Thì cái câu chuyện là ở vùng này cạn vô thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái phiên đánh lên, và từ vùng theo như những cái quan điểm của ông Lê, từ vùng 7 này chúng ta hoàn toàn có thể hồi phục lại và kẹp lại thì chúng ta mua và chúng ta đảo hàng T0 GIL. Mã cổ phiếu về nhóm ngành thủy sản chúng ta sẽ nói trước VHC. VHC chạm vùng ở đây, vùng 35 hỗ trợ, và cơ bản thì trong đoạn này VHC cũng chưa có nhiều động lực chung với thị trường. Thị trường chung mà hồi phục là VHC lại bay thôi, nó lại bay đấy. Chạm lại vùng hỗ trợ này thì chúng ta có thể cân và đâu đó ở vùng 39-40 kháng cự ngắn ở đây. Thủy sản Minh Phú MPC đây. MPC vùng hỗ trợ đây, đó, vùng hỗ trợ đây quanh vùng 26. Đối với MPC thì quanh vùng 26 chúng ta cũng có thể là chúng ta canh để chúng ta mua. Mua với một góc độ là mua ở gọi là mua hỗ trợ, và gặp cái điểm 26-28 này chúng ta bán và chúng ta đảo hàng đi. Thực ra đối với MPC là chúng ta cũng sẽ không bị kẹp hàng. Bởi vì sao? Bởi vì MPC lùng lên phân tích ở cái target ở khoảng vùng giá 30 là gần như hoàn thành ở đây này, và như vậy là các anh chị chốt ở đây này, còn quay lại vùng này chúng ta mua lại thôi. ACL thì vốn thấp lắm. ACL trong thời điểm hiện tại thì tín hiệu chưa đạt các anh chị, khả năng là đang còn giảm lại. Những cái điểm đánh như này là chưa ổn về mặt thế trận. CMX. Câu chuyện về CMX cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta bị sai. Không phải sai về cái cách mà phân tích
tạo lập mà sai ở một cái cách, đó là chúng ta kỳ vọng nó hơi lớn và nó quá lớn. Từ vùng giá 16 mà kỳ vọng lên 22, tức là tăng 6, 6 trên 16 là khoảng 37.5%. 37.5%. Và trên thực tế nếu như chúng ta phân tích và Hùng Lê phân tích thì đã đạt được cái cột mốc ở đây. Cứ cho về đến vùng 20 đi anh chị, về đến vùng 20, tức là tăng 4 trên 16. 4 trên 16. Đạt 25%, quá mơ ước rồi. Và câu chuyện đó nó nằm ở cái sai ở chỗ đó. Và một số tài khoản chốt được, còn một số tài khoản không chốt được. Thì CMX ở thời điểm hiện tại là chưa thể tăng lại được ngay đâu, chưa thể tăng lại được ngay đâu. Những cái điểm kéo lên và nó sẽ trả cung lại, và vùng hỗ trợ của CMX khoảng vùng 14 đến vùng 14.5, chúng ta sẽ quan sát thêm ở nền này. Và khi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật hồi phục và tăng giá ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta bắt lại ở vùng này, và đâu đó lại 15-16% ngay, thậm chí là 20% cộng ngay. Đối với CMX thì cái câu chuyện nó rất là đơn giản. FMC đó thì FMC là câu chuyện mà ông Lê đã phân tích ở khoảng vùng 28 đó, câu chuyện bắt cá trên bờ. Thế thì ở vùng 28 xong thì đây là coi như là cá lên xong, là coi như cá cũng lên đấy nhỉ, hình như là cũng có lên được, nhưng mà sau đó thì lại tụt hả. Rồi tụt thì cái vùng nó lại rơi lại đây, cái vùng chúng ta dò tìm lại vùng hỗ trợ 24 đến vùng 25. Thì cái cách mà để đảo hàng á, là các anh chị lưu ý như sau. Ví dụ như chúng ta mua ở vùng 28, ok, cổ phiếu về và chúng ta sẽ canh những cái phiên mà có thể là cổ phiếu chạm lại về cái vùng hỗ trợ để chúng ta bắt lại, để chúng ta bắt lại ở đây. Đó, chúng ta bắt lại ở đây. Và có những cái nhịp hồi phục, ví dụ như hồi phục được 3-4% như thế là đẹp rồi. Đó, chúng ta đảo dần cái giá vốn, và ví dụ đảo lần thứ nhất thì giá vốn 28 thì nó sẽ về khoảng 27.5. Hoặc 27 nó đảo được sâu hơn nữa thì đấy, một vài nhịp như vậy thì chúng ta sẽ giảm về giá vốn. Đối với FMC, đối với FMC trong ngắn hạn là chúng ta sẽ chưa thể, cổ phiếu này sẽ chưa thể tăng lại được, và sau một cái nhịp kéo lên như này thì cổ phiếu sẽ trả lại cung và sẽ ở lại khoảng vùng 25, tích lũy trở lại ổn định ở khoảng vùng 25 này. Thì chúng ta sẽ xem những cái đồ tạo lập của FMC ở đây để chúng ta xem lại đồ. Và liên quan đến cái câu chuyện là đảo hàng và chém cá trên thớt thì Hùng Lê sẽ nói đến câu chuyện lời ích. Lời ích cũng là một câu chuyện mà chúng ta phân tích ở đâu đó ở khoảng vùng 60 anh chị nhỉ, xem lại nhé. Để chúng ta nói rõ để mọi người hiểu được là cái câu chuyện là chém cá trên thớt là như thế nào. Bởi vì là cái câu chuyện là chúng ta mua cổ phiếu ấy, thì cũng có những mã cổ phiếu chúng ta bị sai. Và cách đây 12 ngày thì Hùng Lê có phân tích một cái mã cổ phiếu lợi ích ở đâu đó khoảng vùng 60. Thì ở vùng 60 thì vùng 59.5 này là một số các tài khoản anh chị có mua lợi ích ở vùng 59.5. Và mua xong một phát thì chúng ta có thể xem lại đây, đó là nó có kéo lên ở trên vùng 60 và nó không vượt qua được cái cản ở đây là cản 62 thì cổ phiếu này nó lại giảm trở lại. Giảm trở lại thì Hùng Lê có thể là cái câu chuyện là mọi người sẽ bối rối là khi giảm trở lại thì chúng ta phải làm gì. Thì chúng ta phải xem cái vùng hỗ trợ ngắn nhất của cổ phiếu, đó là vùng 53.5 đến vùng 55. Đây, từ đây cổ phiếu bật lên vùng 62 xong chạm về vùng này, cổ phiếu tiếp tục bật và chạm về vùng này thì sao? Đó, thì trong ngày hôm nay đó là lúc đó là lấy khoảng vùng giá 56. Có giá dưới giá 56 thì ngay lập tức Hùng Lê đã có một cái lệnh trên room, đó là anh chị nào đang cầm hàng của lợi ích thì hôm nay vào thêm 50% cổ phiếu đang nắm ở vùng 56, và chúng ta sử dụng phương pháp chém cá ở trên thớt để đảo hàng và giảm giá vốn. Thì sau khi các anh chị mua được ở vùng 56 rồi thì cổ phiếu đã tăng lên ở vùng 58.2, và như vậy nếu như chúng ta mua được ở vùng 56 và điểm mua đầu tiên của chúng ta vùng 59.5 thì gần như trong phiên ngày hôm nay là Hùng Lê đã hoàn thành cái câu chuyện là đảo giá vốn về cho các anh chị, ít nhất là giảm lỗ. Và với tín hiệu của lợi ích như thế này, lực cầu như thế này thì rất có thể là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì lợi ích hoàn toàn có thể chạm lại về vùng 60 đó. Như vậy là chúng ta cứu cánh, và khi về đến vùng 60 thì chúng ta sẽ bán đi 50% số chúng ta mua ở vùng 56, thì tổng khối lượng hàng của chúng ta vẫn có đủ 100%.
đúng không ạ? Nhưng giá vốn của chúng ta không ở 59.5 nữa, mà giá vốn của chúng ta bây giờ nó sẽ rơi về khoảng vùng, Hùng Lê chưa có một bài toán nhưng mà anh chị có thể hoàn toàn tính toán được 100% ở vùng giá 59.5 cộng với 50% ở giá vùng 56 thì nó sẽ ra là 150% ở vùng giá vốn trung bình bao nhiêu, các anh chị tự tính, cái là phép tính để hoàn toàn tính được. Thì Hùng Lê chia sẻ cái phương pháp chém cá trên thớt ở như vậy. Thêm một số các mã cổ phiếu Hùng Lê khuyến nghị mua ở trên room, đó là HX. HX đó, HX rất là đẹp. Đó, HX này. HX là một cái mã cổ phiếu về 3 ngày. 3 ngày thì khi đó HX đây, cái ảnh đâu đó. Đây, đó HX đang nằm ở trong một cái biên tích lũy đẹp này và sau 3 ngày thì HX đã thoát lên. Đã tăng lên và hiện tại với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HX thì HX hoàn toàn có thể đánh một nhịp tương bừng đó. Các anh chị không biết là lên bao nhiêu phần trăm thì bây giờ Hùng Lê cứ 8% xong 15% xong mỗi một nấc chúng ta cứ cộng 8% chúng ta tính tiếp, nhưng ít nhất là từ những khuyến nghị của Hùng Lê, từ vùng đâu đó ở vùng biên 12 và bây giờ 13.25 là chúng ta đã có một cái mức lãi khoảng đâu đó mấy phần trăm, các anh chị xem lại. Và thêm một số thêm một cái mã cổ phiếu của nhóm ngành Viettel rất là quan trọng, Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị, hiện tại thì đang có những câu chuyện khá là cơ bản. Câu chuyện đó thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà bây giờ là chúng ta sẽ nhìn ở khoảng vùng giá 45. Ở vùng giá 45 rất là đẹp, lực cầu quay trở lại và có những ý đồ tạo lập ở đây, không gãy vùng 45 sau một cái nhịp kéo lên thì rất có thể là CTR sẽ đánh tiếp. Và đâu đó nghe đâu đó là có câu chuyện thoái vốn của em này thì các anh chị kiểm tra lại, và trước khi thoái vốn thì kiểu gì cũng phải đánh lên để thoái cho nó thành công mỹ mãn. Đó, CTR. Nói đến nó thì ta xem con VGI xem nào, VGI. VGI hiện tại là ở vùng 26 à. Đây cái vùng hỗ trợ bên này ta đo lại xem bên này nó là bao nhiêu. Đúng rồi các anh chị. Ở khoảng vùng 25.5 đến khoảng vùng đây này, đây trong một cái nhịp đánh lên ở đây. Thì cổ phiếu lại quay về cái vùng nền ở đây và thanh khoản thấp, cầu quay trở lại vùng này thì cũng có thể là sẽ hồi phục chung với thị trường. Đối với VGI sẽ hồi phục chung với thị trường. Những anh chị nào mà đang bị kẹp lại trên thì có thể canh ở quanh vùng 26, vùng 26.5 có thể canh mua thêm đối với VGI. Mã cổ phiếu công nghiệp của chúng ta chưa phân tích được mã nào. Bây giờ là 1:34. Ok, những anh chị nào mà đang cầm nắm mã cổ phiếu nhóm ngành công nghiệp nào thì có thể comment ở bên dưới bản tin. Hùng Lê sẽ phân tích và trả lời. Và tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm thì các anh chị sẽ comment ở bên dưới bản tin hàng tuần. Bên dưới bản tin hàng tuần. Ok, chúng ta dừng lại ở câu chuyện phân tích tất cả các mã cổ phiếu và bây giờ chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về thị trường chung. Dow Jones hiện tại đang tiệm cận ở vùng 26.000 điểm và đây là cái vùng kháng cự và không biết là tối nay có vượt được vùng 26 không. Chỉ số Dow Jones Future thì cũng đang đi ngang. Shanghai đang có một tuần giao dịch thành công rực rỡ khi mà chỉ số này đang tăng phải nói rất là mạnh mẽ sau dịch. Chỉ số Hang Seng cũng như vậy, Nikkei thì đang đi ngang thôi, chưa có gì. Như vậy là đối với các chỉ báo của thị trường chứng khoán thế giới thì chúng ta thấy rằng là xu hướng chung thì đang tạm ổn anh chị. Và chúng ta đi về thị trường chứng khoán Việt Nam thì trong bản tin tuần trước là ông Lê có đề cập đến cái câu chuyện ở vùng 850 điểm. Và cái điểm sọc sâu nhất thì dự phòng ở vùng 815 điểm, sọc xong thì kéo lên. Tuy nhiên là điểm sọc này thì đã không đến nơi và sau đó thì VN Index đã có một tuần giao dịch tương đối là thành công và kéo lại ở cái biên tích lũy 840 đến 860 điểm. Đây là cái biên tích lũy của thị trường sau một cái quá trình chỉnh giảm lại. Thanh khoản thị trường tiếp tục dừng lại ở mức thấp. Điều này cũng rất là dễ hiểu thôi, bởi vì là cái tâm lý nghe ngóng của thị trường hoặc là cái dòng tiền đang chờ mua ở những cái vùng thấp hơn. Thì có một câu chuyện mọi người thường nói là tăng trong nghi ngờ, thì hiện tại là Hùng Lê cũng chưa thấy tăng trong nghi ngờ đó, và chỉ đang thấy là VN Index đã có những bước phục hồi và những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy là tốt. Cùng với đó là tất cả những cái nhóm ngành gần như là đã nằm án binh bất động và gần như đã chỉnh giảm lại về những cái điểm hỗ trợ rất là tốt rồi, và từ những cái điểm hỗ trợ đó thì dòng tiền thanh khoản nó sẽ bắt đầu nhen nhóm dần lên, và từ cái sự nhen nhóm đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái cơ hội đầu tư mới, mở mua mới. Chính vì vậy là trong những phiên gần đây, phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê đã bắt đầu khuyến nghị mua, mở mua các cái mã cổ phiếu, ví dụ như là
Vinamilk, ví dụ như là Man San vân vân, một số các mã cổ phiếu ở trên Zoom đó đó. Và trên Zoom thì cũng đây Vinamilk đó, ví dụ như vậy. Theo những cái phân tích và thăm dò vị thế đó, thì đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy một cái tín hiệu sáng hơn của thị trường. Và đối với VN Index thì tuần tới vẫn là một cái tuần mà chúng ta sẽ quan sát ở trong biên 840 đến 860 để có thêm những cái định lượng tiếp theo ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Đối với chỉ số VN 30, đối với chỉ số VN 30 thì sau một cái giai đoạn đó thì Hùng Lê cũng có nói rồi, đó là cái tín hiệu của đường MA, đường đường trung bình ấy, nó sẽ đi xuống. Và khi mà khối lượng bắt đầu đi sát điêu sát ở cái vùng trung bình 21 phiên và bắt đầu có những cái tín hiệu tăng dần trở lại, đó là những cái điểm dấu mốc để giúp cho chúng ta nhận diện về sự quay trở lại của dòng tiền. Đối với VN30 trong thời điểm tại như vậy nó cũng đang khá là ok, khi mà VN30 đã lấy lại ở mốc 785 điểm và đi về biên 785 đến biên 800 điểm, và chúng ta sẽ chờ xem là những cái tín hiệu kỹ thuật tuần tới thì VN30 có đánh vượt thoát lên được vùng 800 điểm hay không, và cần một cái phiên mà VN30 có những cái khối lượng giao dịch đạt được khoảng tầm trên 100 triệu cổ phiếu và giá tăng trên khoảng 3%, thì đấy là những cái tín hiệu rất là đẹp. Đối với VN30 F1M, đó là hợp đồng phái sinh của tháng, thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng đó là gì, đó là nó đã khi mà VN khi mà cái chỉ số này chạm về vùng 750 ấy, thì cái cầu long nó sẽ quay trở lại và có thể đánh chạm lại về vùng 775 điểm. Trên thực tế thì đã trong tuần đã có những phiên chạm về 775 điểm và nó lại đi vào một cái biên ở đây là 765 đến 780 điểm, và chờ một cái tín hiệu là vượt thoát vùng 785 điểm ở tuần tới. Theo những cái góc nhìn của Hùng Lê thì phái sinh ở trong thời điểm hiện tại nó đã set up xong cái trend long, và cái trend long sẽ là trend chủ đạo của thị trường. Tuy nhiên đối với phái sinh thì các anh chị có thể lưu ý đó là trên trend ngày thì chúng ta phân tích như vậy, còn trên để đánh được á, là chúng ta phải phân tích ở trend 5 phút, và để có trend 5 phút thì mời các anh chị về với team của Hùng Lê có room lệnh, có những cái phân tích định lượng để các anh chị có những cái điểm đảo hàng, đảo long đảo short rất là ok. Như vậy là chúng ta vừa mới đi đánh giá lại tình hình tổng quan của thị trường chứng khoán. Thì qua câu chuyện này thì Hùng Lê các anh chị có thể nghe những cái giọng nói của Hùng Lê rất là một cái gì đấy, nó có một cái năng lượng nó cực kỳ lớn và luôn luôn mang theo mình một cái hành trang, đó là truyền lửa cho các anh chị đó, và truyền những cái động lực nó tốt nhất, những cái gì nó gọi là Hùng Lê có được trong cái khả năng của mình, để cho các anh chị của chúng ta tự tin hơn, vững tin hơn, để cho các anh chị của chúng ta có một cái tâm thế vị thế nó tích cực hơn. Bởi vì thị trường chứng khoán nó là sóng hình sin, có những sóng lên thì sẽ có những sóng xuống, và bản thân nhà đầu tư nào cũng như vậy, đã đầu tư cơ sở thì chúng ta sẽ phải có những ngày tháng chúng ta phải nhìn thị trường ẩm ương, phải nhìn thị trường đi ngang, phải nhìn thị trường downtrend, đúng không ạ? Và sẽ có những ngày sau những cái ngày đó thì chúng ta sẽ có những ngày nắng, những ngày tươi đẹp hơn để chúng ta đầu tư. Và một ý mà Hùng Lê muốn chia sẻ với tất cả anh chị em nữa, đó là chúng ta nên học thêm cái món, đó là món phái sinh. Bởi vì là thực tế là đối với thị trường chứng khoán cơ sở thì không anh chị nào muốn phái sinh tồn tại ở trên thị trường. Tuy nhiên là chúng ta phải sống chung với nó, và khi chúng ta sống chung với nó thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải hiểu nó, phải biết nó. Mặc dù chúng ta không có đánh nhưng chúng ta phải hiểu nó, chúng ta biết nó. Hiểu nó rồi, biết nó rồi để làm gì? Để chúng ta có những định lượng về thị trường chứng khoán cơ sở. Bởi vì phái sinh và cơ sở nó là hai mặt liên quan mật thiết với nhau và có những cái tác động qua lại với nhau. Đó, thì các anh chị nên đi học. Và cái học ở đây á thì Hùng Lê lưu ý là Hùng Lê không khuyến nghị các anh chị đi học các cái lớp mà người ta mời chào bỏ ra bao nhiêu tiền đó để đi học, mà chúng ta hãy tự học. Có nhiều cách để tự học ở ở cái thời điểm hiện tại. Chúng ta nên tự học. Tự học xong thì chúng ta sẽ thử va vấp với nó đâu đó một ít, bởi vì bao giờ cũng sẽ là có học phí. Học phí thay vì cái câu chuyện là các anh chị mang đi đến cho các cái thầy dạy á, thì các anh chị hãy mang cái nó lên để chúng ta thực hành ở trên thị trường. Và thị trường chứng khoán nó là thi đấu về tâm lý, thi đấu về kỹ năng chơi bóng ở trên sân, chứ không phải thi đấu về những cái kỹ năng về mặt lý thuyết. Và đó là tất
cả những gì mà ông Lê mong muốn cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta phải tốt đẹp hơn, đó, ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng có những cái kiến thức, ngày càng có những cái nền tảng tốt hơn. Và với giọng nói của Hùng Lê như vậy, với cái sự truyền cảm hứng như vậy, các anh chị sẽ cảm nhận được cả những cái tâm tư, những cái tình cảm của Hùng Lê gửi gắm qua các bản tin hàng tuần. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những bản tin tiếp theo.